Xin chào các bạn, Súp Lơ trở lại rồi đây. Hôm nay, Súp Lơ sẽ mang đến cho các bạn một bộ tu tiên mới ra mắt, không dài dòng nữa, mời các bạn đón xem cùng Súp Lơ nhé. Phía trước là nơi cấm thần ma vào cõi người. Lâm Tu Trúc, tàn sát hết đệ tử của chúng ta ở nhân giới. Hôm nay nhân gian ắt sẽ phải chìm trong biển máu. Chỉ với công lực của mấy người này đủ để giáng tai họa xuống nhân gian, tuyệt đối không thể để bọn họ thắng. Nhân giới, hãy biến mất khỏi cửu giới đi. Thiên đế nhân tộc Lâm Tu Trúc, sư tôn, làm trọng thương đệ tử yêu quý của bản tôn, nói đi, các ngươi muốn chết thế nào? Cái chết đã cận kề, vẫn còn sủa như chó ở đây. Sư tôn cẩn thận. Cái gì? Bản tôn ban cho ngươi hồn phi phách tán. Bản tôn ban cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi Lâm Tu Trúc, ngươi không thể giết ta. Ta là chủ nhân cửu giới do thiên đạo định đoạt. Giết ta, cửu giới chắc chắn sẽ đại loạn. Khi đó nhân tộc các ngươi chắc chắn sẽ chịu trừng phạt của thiên đạo. Thiên đạo tầm thường muốn ảo tưởng hão huyền làm tổn thương nhân tộc ta, vậy thì chém đi là xong. Ngươi, thiên đế nhân tộc Lâm Tu Trúc, phá vỡ luật lệ của thiên đạo, phá hoại sự cân bằng của trời đất, nhân tộc phải bị tru diệt. Sư tôn, giờ thiên đạo đã nổi giận. Chúng ta, bản tôn chính là thiên đế, phải trấn áp tất cả kẻ thù đòi tiêu diệt nhân tộc trên thế gian. Thiên đạo, thiên đế nhân tộc Lâm Tu Trúc, mời ngươi đi chết. Kiếm đến cái đầu mẹ ngươi. Một tên phế vật luyện khí kỳ tam giai, thật sự tưởng mình là thiên đế sao? 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường kẻ nghèo lúc còn trẻ. Ta Lâm Tu Trúc, ít nói nhảm, mau giao ra chí tôn cốt. Ta vốn không có cái gì gọi là chí tôn cốt, còn giả ngốc với bổn thiếu gia ở đây. Mộng Giao đã nói với ta rồi, cha ngươi trước khi chết đã để lại cho ngươi một khối chí tôn cốt. Châu Mộng Giao, ngươi là hôn thê của ta, tại sao ngươi lại bịa đặt về ta như vậy? Chỉ bằng một tên phế vật như ngươi cũng muốn làm đàn ông của ta? Nếu không vì Tử An ca ca, chỉ với loại rác rưởi như ngươi, ta sẽ không thèm để ý đâu. Ngươi đánh cho bổn thiếu gia, đánh đến khi hắn nói thật mới thôi. Tránh ra. Tu Trúc. Vương Thiếu, xin ngươi đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Cộng Giao, nghĩ đến mẹ con chúng ta ngày xưa đối xử với ngươi không tệ, xin ngươi, trước đây sao, nếu các ngươi chịu ngoan ngoãn giao ra chí tôn cốt, thì cần gì phải rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay? Tất cả những điều này đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Lâm Sư, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không ta sẽ giết con trai ngươi. Chúng ta thật sự không biết chí tôn cốt gì cả. Vương Thiếu, xin đừng đánh nữa. Xem ra ngươi không thấy quan tài không rơi lệ rồi. Mẹ, đây là tự cô ta đâm vào, không thể trách người khác. Đôi cẩu nam nữa, ta muốn giết chết các ngươi. Thiên đạo, thiên đế nhân tộc Lâm Tu Trúc, mời ngươi đi chết. Kiếm đến. Bản tôn chính là thiên đế, phải trấn áp tất cả kẻ thù xấu xa trên thế gian. Thiên đế nhân tộc Lâm Tu Trúc, mời ngươi đi chết. Ta chết rồi nhân giới chắc chắn sẽ sụp đổ. Vậy ta sẽ dùng thân phàm nhân gánh vác một phần họa,
Từ nay về sau, nhân giới ta ngẩng đầu ba thước không có thần ma. Trong lòng bàn tay ta ba tấc là nhân gian. Ngươi lại không sao cả ư? Làm tổn thương mẫu thân của bản tôn. Nói đi, muốn chết thế nào? Lâm Tu Trúc, cái đầu của ngươi e là đã bị Tử An ca ca đánh hỏng rồi phải không? Tử An ca ca chính là con trai của đại trưởng lão, hiện giờ còn là cường giả nửa trúc cơ. Ngươi cái tên phế vật này có tư cách gì để nói những lời như vậy? Dám tự xưng bản tôn trước mặt bổn thiếu gia. Đánh gãy chân chó của hắn cho ta. Bổn thiếu gia muốn xem xương cốt của hắn có cứng như miệng hắn không. Linh lực màu vàng, đây là linh khí vàng, chỉ có sau giai đoạn kim đan mới có. Sao lại xuất hiện trên người tên phế vật này? Chẳng qua chỉ là một số cho ảo thuật đánh lừa thôi. Hoảng cái gì? Trường Sinh Tông từ vạn năm trước là môn phái do thiên đế nhân tộc sáng lập, đệ tử trong môn phái đều là tinh hoa của nhân giới, nhưng giờ lại là một đám ếch ngồi đáy giếng. Không trách được Trường Sinh Tông sẽ suy tàn, nếu đã muốn chết, vậy hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lâm Tu Trúc, ngươi chỉ là một tên phế vật, sao có thể làm được? Phế vật? Định thân thể của ta. Lâm Tu Trúc, ngươi muốn làm gì? Hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi cảm nhận thật kỹ cảm giác làm phế vật. Lâm Tu Trúc, ngươi dừng tay cho ta. Cha mau cứu con. Lão Phu là đại trưởng lão Trường Sinh Tông, ngươi dám không nghe lời Lão Phu? Trong trời đất này không ai dám ra lệnh cho bản tôn cả. Ngươi... cha, đau quá. Đan điền hoàn toàn bị hủy, tu vi mất hết. Lâm Tu Trúc, ngươi thật độc ác, dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Cha, giết hắn để báo thù cho con. Thánh nữ Vân Lam Tông để chọn đạo lữ đã đến Trường Sinh Tông. Nếu ngươi được chọn trong đại tỷ thí nội bộ môn phái, tương lai chắc chắn sẽ thăng tiến. Bây giờ nếu vì giết hắn mà bị hủy bỏ tư cách tham gia, điều này mất nhiều hơn được. Vân Lam Tông, cha, Lâm Tu Trúc tên khốn này khiến ta rơi vào tình cảnh này, ta không cam tâm. Ngươi yên tâm, cha sẽ chữa lành cho ngươi. Mối thù này ngươi tự tay báo. Lâm Tu Trúc, ngươi đợi đấy, đến lúc đó ta nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro để giải mối hận trong lòng. Nếu ta nhớ không nhầm, bảo vật chấn tông của Vân Lam Tông, hoàn hồn thảo vạn năm có thể chữa hồn phách vỡ nát của mẹ ta. Mẹ, từ nay về sau đổi lại con bảo vệ người. Nơi này linh khí thật dồi dào, lặn lội mấy ngày nghỉ ngơi tại đây một chút cũng tốt. Kiếm đến. Ai dám quấy rầy bản tôn tu luyện? Ai? Ngươi là ai? Dám lén nhìn bản thánh nữ tắm? Cô nương, cô nên mặc quần áo vào trước đi. Tên dâm tặc, phá hoại trinh tiết của ta, mau chết đi. Không ngờ ngươi lại có thể dễ dàng đánh bay linh lực của ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Bản tôn bất quá chỉ là một tên vô danh tiểu tốt của Trường Sinh Tông. Với tu vi trúc cơ kỳ của ta, đều không thể làm ngươi bị thương chút nào. Ngươi không thể nào là kẻ vô danh vô phận. Định thân thể ta. Ngươi muốn làm gì? Cô nương, thời tiết chuyển lạnh,
vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều. Đừng tưởng ngươi làm như vậy, bản thánh nữ sẽ tha thứ cho ngươi. Chuyện hôm nay, nếu để ta biết ngươi để, có người thứ ba biết được, dù ngươi có mạnh đến đâu, dù trời cao biển rộng, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Vân Lam Tông lại có một mầm non tốt. Chỉ tiếc là mệnh không còn lâu. Bái kiến tông chủ. Thánh nữ Vân Lam Tông đến. Không hổ danh là mỹ nữ đệ nhất Bắc Vực, không chỉ người đẹp, thiên phú càng là một sự tồn tại hiếm có. Nghe nói lần này thánh nữ đến Trường Sinh Tông chúng ta là để tìm đạo lữ, e rằng Trường Sinh Tông chúng ta chỉ có Vương Thiếu mới có thể lọt vào mắt xanh của thánh nữ. Tử An ca ca, hiện giờ ngươi bị thương nặng đã khỏi, tu vi còn đột phá đến trúc cơ, chàng rể cưỡi rồng của Vân Lam Tông này tất nhiên là không ai khác ngoài ngươi, chỉ là đến lúc đó đừng quên muội muội ta nhé. Yên tâm, ngươi mãi mãi là tình nhân nhỏ của bổn thiếu gia. Đại tỷ thì nội bộ môn phái bây giờ bắt đầu. Mấy ngày không gặp, không ngờ Tử An lại đột phá đến trúc cơ, thiên phú như vậy, đúng là đứng đầu Trường Sinh Tông chúng ta. Lý tông chủ, tại sao cuộc thi đấu lại đột ngột dừng lại? Tông chủ, người tiếp theo ra sân là Lâm Tu Trúc. Lâm Tu Trúc, ngay cả ngưỡng cửa tham gia đại tỷ thí cũng chưa bước vào được, trận đấu này bị hủy bỏ. Mau công bố kết quả đại tỷ thí đi. Vâng, cha. Lâm Tu Trúc tên rùa đen rụt đầu đó, sao vẫn chưa đến? Hôm nay ta không giết hắn. Khó giải mối hận trong lòng. Làm càn. Nếu để thánh nữ thấy, ngươi cậy mạnh hiếp yếu, ấn tượng về ngươi sẽ xấu đi. Mất nhiều hơn được. Việc cấp bách trước mắt, vẫn nên chú ý giành được vị trí thứ nhất trong trận đại tỷ thí này, đây mới là quan trọng nhất. Ta tuyên bố, vị trí thứ nhất trong đại tỷ nội bộ lần này là... Khoan đã. Là hắn, Lâm Tu Trúc này sao? Chẳng lẽ hôm nay hắn cũng muốn tham gia thi đấu, tranh giành với Vương Thiếu Trăng? Ánh sáng của cỏ mục so sánh được với vầng trăng sáng của trời, ta thấy hắn chỉ đến tự chuốc lấy nhục mà thôi. Không ngờ tên phế vật ngươi thật sự dám đến, đã quên bài học mấy ngày trước rồi sao? Vết thương lành rồi quên đau phải không? Ngươi đủ rồi, tranh cãi nội bộ trước mặt khách còn ra thể thống gì nữa? Tu Trúc, ngươi ngắt quãng cuộc thi, ý nghĩa hành động này là gì? Bản tôn chưa ra tay, ai dám xưng nhất? Làm càn, ngươi một tên phế vật còn dám nói năng vô lễ ở đây. Người đâu, đuổi hắn ra cho ta, tránh ở trước mặt khách, làm mất mặt Trường Sinh Tông chúng ta. Đại trưởng lão, chú ý lời nói của ngươi. Tu Trúc, tham gia đại tỷ thí ngay ngưỡng cửa thấp nhất cũng phải là luyện khí kỳ tứ giai. Ngươi khoan đã. Lý tông chủ, ta khá hứng thú với Lâm Tu Trúc này, sao không để hắn thử một lần? Thánh nữ có điều không biết, Tu Trúc từ nhỏ thiên phú bình thường, hắn chẳng qua chỉ là một tên phế vật luyện khí kỳ tam giai, nếu để hắn đến kiểm tra, chẳng phải lãng phí thời gian của mọi người sao? Luyện khí kỳ tam giai? Cái gì? Lại có thể tập trung linh khí trời đất vào thân mình, thủ đoạn như vậy, hắn chẳng lẽ không sợ nổ tung mà chết sao? Các vị, mở to mắt chó của các ngươi ra, nhìn cho rõ ràng. Tuy thế như vậy, lão phu lại không tự chủ mà nảy sinh ý muốn quỳ lạy. Đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Đã kiểm tra này lại tự khởi động. Cái gì? Trúc cơ kỳ? Kim đan kỳ? Làm sao có thể một bước lên một cảnh giới? Thực lực của Lâm Tu Trúc này thật đáng sợ. Bản tôn có đủ tư cách chưa? Đá kiểm tra này lại bị phá. Đá kiểm tra này là do thiên đế nhân tộc để lại thời xưa, trải qua sự tôi luyện của ngàn năm, lại bị phá hủy dễ dàng như vậy. Tông chủ, ta thấy tên phế vật này chỉ là ham mặt mũi, không biết đã sử dụng thủ đoạn tà môn nào đó, cưỡng ép tụ tập linh khí vào đá kiểm tra, từ đó phá hoại nền tảng linh lực của đá kiểm tra, mới khiến nó bị hủy. Đá kiểm tra là của Trường Sinh Tông chúng ta, hiện nay là một trong số ít bảo vật có thể lấy ra sử dụng. Hôm nay ngươi đã phá hủy nó như vậy, Lâm Tu Trúc, ngươi phải chịu tội gì? Bất quá đó chỉ là thứ mà thời xưa được dùng làm cái ghế để giảng bài cho đệ tử mà thôi, dám xúc phạm đồ vật chí bảo của Trường Sinh Tông chúng ta. Lâm Tu Trúc, ngươi gan quá lớn rồi. Người đâu? Khoan đã. Lâm Tu Trúc đã vượt qua kiểm tra,
sao không để hắn thi đấu? Tông chủ, vừa hay ta với Lâm Tu Trúc có chút ân oán cá nhân, đã như vậy thì lên đài giải quyết. Tử An ca ca, Lâm Tu Trúc bất quá chỉ là một tên phế vật, còn không cần ngươi ra tay. Nếu không để lát nữa hắn thua, nói ngươi đường đường là trúc cơ kỳ bắt nạt hắn, ngược lại cắn ngươi một miếng. Tu vi của Mộng Giao, nếu chỉ dạy Tu Trúc cũng không tệ. Chú ý mức độ, biết điểm đến giới hạn là dừng. Đệ tử biết rồi. Vừa hay nhân cơ hội này thăm dò thực hư về linh lực của ngươi. Lâm Tu Trúc, lên đài thi đấu mà không mang vũ khí, chẳng lẽ đã biết trước hôm nay ngươi chắc chắn sẽ thua? Đối phó với các ngươi, bản tôn không cần vũ khí, đây là ngươi tự tìm đường chết. Cuộc thi đấu cấp độ thấp như vậy, bản tôn còn là lần đầu trải nghiệm đấy. Đồ vịt chết vì cứng miệng, chết đi. Không thể nào, ngươi là một tên phế vật tu vi 20 năm, không có tiến bộ, sao có thể dễ dàng đánh bại ta như vậy? Ồn ào. Không ngờ Tu Trúc ở độ tuổi này đã đạt luyện khí kỳ, sức mạnh vô địch, thiên phú như vậy, e rằng không kém Tử An. Tông chủ, một tên phế vật đi đường tà, sao xứng đáng so sánh với Tử An? Tà ma ngoại đạo, ngươi nói vậy là có ý gì? Mấy ngày trước, vì một chút hiểu lầm nhỏ, tên nghiệp chướng này lại làm trọng thương Tử An, đánh vỡ đan điền của hắn. Nếu không phải lão phu cứu chữa kịp thời, Tử An đời này e rằng sẽ trở thành một kẻ phế nhân không thể tu luyện. Cái gì? Tâm tính thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chắc chắn có liên quan đến tà môn ngoại đạo. Dám đối với đồng môn làm chuyện độc ác như vậy, phế bỏ hắn đi, phế bỏ hắn đi, phế bỏ hắn đi. Im lặng. Tu Trúc, vì sao ngươi làm vậy? Kẻ làm tổn thương mẫu thân của bản tôn, tội đáng chết. Đồ khốn kiếp, dám bịa đặt ở đây, chắc chắn là ngươi đã chọc giận Tử An. Nếu không Tử An sao lại không biết nặng nhẹ làm vậy? Vương Tử An, ngươi dám đấu với bản tôn một trận không? Vương thiếu là cường giả trúc cơ kỳ, Lâm Tu Trúc chán sống rồi. Dù ngươi vô địch ở luyện khí kỳ, nhưng sức mạnh của trúc cơ không phải một kẻ như ngươi có thể chống lại. Thừa lúc ta còn vui vẻ, ngươi mau quỳ xuống khấu đầu xin ta. Lát nữa ta còn có thể cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nếu không, muốn giết ta, ngươi cứ thử xem. Ta tốt bụng cho ngươi một cơ hội, ngươi lại không biết tốt xấu như vậy. Vậy đừng trách ta tàn nhẫn. Trời trong đất sáng, diệu pháp vô hình, âm dương đảo lộn, gió mưa sấm chớp. Hắn không phải vừa đột phá trúc cơ sao? Sao lại có uy áp như vậy? Đó là tuyệt kỹ của Tử An ca ca, Thần Tiêu Thiên Long Quyết. Nghe nói luyện đến đại thành, có thể chém đứt cả trời đất. Lâm Tu Trúc, nếu không phải vì ngươi, ta cũng không gặp họa được phúc. Tu vi tăng mạnh, ngay cả Thần Tiêu Thiên Long Quyết này cũng đạt đến cảnh giới đại thành. Nói ra còn phải cảm ơn ngươi. Căn cơ không vững mà cưỡng ép tăng cấp, tiêu hao căn cơ của mình như vậy, thật là ngu xuẩn cực điểm. Ta xem ngươi lát nữa còn giả vờ thế nào. Ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi nếm trải nỗi đau vỡ đan điền gấp trăm lần. Từng chút một, cho ngươi trải nghiệm cho đủ. Lâm Tu Trúc, ta bây giờ hận không thể hồ ra ngươi, uống máu ngươi, gặm xương ngươi. Ta sẽ từ từ hành hạ ngươi, cho đến khi ta hả dạ, rồi đưa mẹ ngươi xuống, cùng ngươi chôn chung. Sao Lâm Tu Trúc không động đậy gì cả? Không phải bị dọa ngây người rồi chứ? Uy áp như vậy, tuyệt đối không thể cứng rắn đón đỡ. Tông chủ, cuộc thi đấu chưa kết thúc, người ngoài không thể can thiệp. Đây là quy tắc của Trường Sinh Tông. Thế công như sấm sét vậy, tên phế vật đó xem ra sẽ phải tan biến trong trời đất rồi. Cái gì? Loại tấn công này không đau không ngứa. Ngươi đã chịu một đòn sát mệnh của ta, vẫn có thể không hề hấn gì. Đó là đòn sát thủ của ngươi sao? Còn không bằng lúc trước Linh Nhi cắn ta một cái còn đau hơn. Thì ra là vậy, ngươi chắc chắn đã đặt chí tôn cốt cha ngươi để lại vào người mình. Trách gì lúc trước ngươi thà nhìn mẹ mình bị nhục cũng không chịu nói ra sự thật. Thật chẳng bằng cả súc sinh. Dựa vào chí tôn cốt mới nâng tu vi lên đến cảnh giới này,
Xem ra dù là chí tôn cốt cũng không cứu nổi thiên phú phế vật của ngươi. Đây đúng thật là nỗi nhục của Trường Sinh Tông ta. Tu Trúc, có thật như họ nói vậy không? Ngươi dựa vào chí tôn cốt đó sao? Kiếp này vốn là con đường vô địch, cần gì phải mượn xương người khác? Khẩu khí lớn thật. Vừa rồi bổn thiếu gia sợ ra tay quá nặng, trực tiếp giết chết ngươi, nên chưa dùng hết sức. Lần này ngươi chắc chắn sẽ chết. Vừa rồi uy thế như vậy đã khiến trời đất tối tăm. Nếu Vương Thiếu phát huy toàn lực, uy thế đó chẳng phải có thể đâm thủng cả trời sao? Chỉ với uy áp đó mà đâm thủng được trời. Ngươi thật sự quá coi thường bản tôn rồi. Chi tôn cốt đặt trên người loại phế vật như ngươi, thật là lãng phí. Chi bằng thành toàn cho bổn thiếu gia. Kiếm đến. Kiếm pháp ảo ảnh. Đi. Tử An ca ca, đã là cường giả trúc cơ kỳ, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Trận chiến hôm nay, Lâm Tu Trúc đã đánh tan những lời đồn trước đây, hoàn toàn minh oan cho mình. Có thực lực như vậy, lại khiêm tốn như vậy, tâm tính như thế, chúng ta tự thẹn không bằng. Tiểu Tuyết, bức họa này là năm xưa ta âu được từ Trường Sinh Tông. Chỉ có người trong bức họa này mới có thể cứu Vân Lam Tông ta khỏi thảm họa. Lão tổ, người này là ai? Là người tình định mệnh của con. Chẳng lẽ hắn chính là người định mệnh mà lão tổ nói? Lâm Tu Trúc, lần này ngươi lại phá vỡ luôn cả linh mạch của hắn, khiến hắn vĩnh viễn trở thành phế nhân. Tâm địa thật độc ác. Đây là sự trừng phạt xứng đáng cho hắn. Trừng phạt? Hắn bình thường chỉ hơi kiêu ngạo ngông cuồng một chút, nhưng ngươi lại trực tiếp hủy hoại tương lai của hắn. Lòng dạ độc ác như vậy, thật là bất hạnh cho Trường Sinh Tông chúng ta. Hôm nay lão phu sẽ thanh lý môn hộ, giết ngươi tên nghiệp chướng này. Thi đấu không tránh khỏi xảy ra tai nạn, ân oán trên đài giải quyết trên đài. Là đại trưởng lão, ngươi chắc không muốn phá vỡ quy tắc của Trường Sinh Tông chúng ta chứ? Tên Lâm Tu Trúc này hủy hoại căn cơ con ta, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua sao? Ta sẽ tự giáo huấn hắn. Việc này không cần đại trưởng lão lo lắng. Ta tuyên bố, vị trí thứ nhất trong đại tỷ thí nội bộ hôm nay chính là Lâm Tu Trúc. Tượng Linh Đế. Lại là Linh Nhi. Không ngờ năm xưa cô bé nghịch ngợm đó, bây giờ đã trở thành Linh Đế bảo vệ nhân tộc. Lâm Tu Trúc, thấy Linh Đế sao không mau quỳ lạy? E rằng bản tôn dám quỳ, nàng không dám nhận. Làm càn. Lâm Tu Trúc, ngươi to gan thật, dám bất kính với Linh Đế. Tu Trúc, Linh Đế bảo vệ nhân giới không biết bao nhiêu năm, vạn vật thế gian đều cung kính với nàng. Ngươi bất kính với nàng chính là đối địch với thiên hạ. Ngươi mau quỳ xuống đi. Bản tôn vốn chỉ muốn đóng cửa Trường Sinh Tông, nhưng không ngờ Linh Nhi đối với nơi này vẫn còn chút do dự, vậy bản tôn sẽ theo ý nàng. Trường Sinh Tông này là do Thiên Đế nhân tộc năm xưa sáng lập, do Linh Đế phát triển rực rỡ, trải qua vạn năm, đâu phải để ngươi tên nhãi con này muốn đóng là đóng được. Năm xưa thành lập Trường Sinh Tông là để bảo vệ vạn vật thiên hạ, nhưng Trường Sinh Tông hiện tại trong tay các ngươi suy vi đến mức không bằng cả thế lực hạng ba, chỉ có thể ẩn náu một góc sống lay lắt. Đã như vậy, sao không sớm đóng cửa đi, để khỏi bị hậu nhân cười chê? Lâm Tu Trúc, trước ngươi hủy hoại căn cơ con ta, sau ngươi còn nói năng vô lễ với Linh Đế, tự mình tìm đường chết, đừng trách người khác. Ta xem ai dám động thủ. Lâm Tu Trúc, Vân Lam Tông ta bảo kê, Lâm Tu Trúc tên phế vật này có đức hạnh gì, có tài năng gì mà được lọt vào mắt xanh của thánh nữ? Vương trưởng lão, ngươi dạy ta làm việc à? Cái này, Lâm Tu Trúc, Linh Đế này được vạn vật tôn kính, Vân Lam Tông chúng ta cũng không ngoại lệ. Nghe ta một lời khuyên, quỳ lại Linh Đế được chứ? Huyền Linh Nhi, ngươi có dám nhận bản tôn một lại không? Dám gọi thẳng đại danh Linh Đế, ta giết ngươi. Chuyện gì vậy? Linh Đế, Linh Đế, các ngươi xem. Ngươi rốt cuộc đã làm gì với tượng Linh Đế? Bản tôn chỉ gọi nàng một tiếng thôi mà, ngươi nói dối. Đối với Linh Đế, ngươi chỉ là một con kiến. Nếu ngươi không dùng thủ đoạn gì
làm sao tượng linh đế lại tan biến trong trời đất? Nàng không dám nhận một lạy của bản tôn. Đơn giản vậy thôi. Tên cuồng vọng này, mỗi bức tượng linh đế đều có thể bảo vệ bình an một phương. Ta thấy rõ ràng là vì ngươi tội ác sâu nặng, linh đế bị ngươi xúc phạm nên tượng mới bị hủy hoại. Hôm nay ta phải giết ngươi, trả lại thiên hạ thái bình. Cường giả kim đan, một đòn đã bị đánh bại, chắc chắn là uy lực của linh đế. Linh đế, sao lại ra tay vì một tên tạp chủng? Đây là... Không ngờ, Chu Thiên Kiếm lại bị Linh Nhi cất giấu trong bức tượng của chính mình. Chu Thiên Kiếm là đệ nhất hung khí cửu giới, vong hồn dưới kiếm không đếm xuể. Nếu không có cường giả trấn áp, sẽ không ngừng ăn mòn linh khí xung quanh, chẳng trách Trường Sinh Tông hiện giờ lại suy vi như vậy. Truyền thuyết nói kiếm này có thể chém nát mọi thứ, bảo kiếm này thiên đế còn dùng để phá vỡ thiên đạo. Truyền thuyết cũng kể rằng từ khi thiên đế chém nát thiên đạo, lấy nhục thân chống trời thì sau đó, Chu Thiên Kiếm đã mất tích trong một thời gian dài. Ngươi mới chỉ đôi mươi, sao lại nhận ra kiếm này? Tại sao? Chỉ vì quen thuộc thôi. Chỉ dùng khí thế đã có thể đánh bại cường giả kim đan, bảo vật vô song này vạn năm qua chưa từng nghe nói đến, không ngờ thấy tận mắt còn hơn gấp trăm lần. Không hổ danh là bảo vật tối thượng, ngay cả Chu Thiên Kiếm, những bảo vật thượng cổ như vậy hắn đều nhận ra. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Không thể nào, Chu Thiên Kiếm, ngay cả chúng ta những người ở Trường Sinh Tông cả trăm năm cũng chưa từng thấy qua. Hắn thấy quen thuộc với nó từ đâu chứ? Ta biết rồi, tên phế vật này không biết từ đâu biết được tin tức Chu Thiên Kiếm được cất giấu trong tượng linh đế, nên mới cố ý phá hủy tượng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ngươi đã phạm hết tất cả tội của tông môn. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nếu bản tôn gọi nó một tiếng, nó đáp lại ta thì sao? Đúng thật là một tên phế vật ngu dốt. Chỉ có chủ nhân của bảo vật mới gọi được nó, nó mới có phản ứng. Huống chi Chu Thiên Kiếm là bội kiếm của thiên đế, ngươi chỉ một tên phế vật, lấy gì để so với thiên đế? Nếu Chu Thiên Kiếm thật sự đáp lại, thì bổn thiếu gia sẽ thừa nhận ta không bằng ngươi. Ta sẽ quỳ xuống khấu đầu nhận lỗi với ngươi, mặc ngươi xử trí. Mọi người hãy xem cho kỹ. Ngươi một tên phế vật, thật sự cho rằng ngươi có thể được bảo vật công nhận sao? Kiếm đến. Cái gì? Cái gì? Bạn cũ lâu rồi không gặp. Yên tâm, lần này tình huống khác rồi, ta sẽ không bỏ lại ngươi một mình mà đi. Hắn lại có thể chỉ gọi tên mà triệu hồi được Chu Thiên Kiếm? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lâm Tu Trúc, tên phế vật này làm sao có thể được Chu Thiên Kiếm công nhận hắn? Đây chắc chắn là trò ảo thuật. Trời phù hộ Trường Sinh Tông chúng ta, trời phù hộ Trường Sinh Tông chúng ta. Tu Trúc, có thể được Chu Thiên Kiếm công nhận, từ nay về sau ngươi chính là tân tông chủ Trường Sinh Tông chúng ta. Tu Trúc ca ca, trước đây ta đã bị Vương Tử An mê hoặc, bây giờ ta đã tỉnh ngộ, ngươi sẽ tha thứ cho ta, đúng không? Châu Mộng Giao, ngươi dám phản bội ta? Chim khôn chọn cây mà đậu, ngươi bây giờ đã là một phế nhân, còn nói gì đến phản bội? Ngươi, Tu Trúc ca ca, trước kia ngươi thích người ta nhất mà, ngươi nhất định sẽ tha thứ cho người ta, đúng không? Lý Tiêu Dương, từ nay về sau, Trường Sinh Tông thu nhận đệ tử chỉ xem phẩm hạnh, không xem thiên phú. Loại bỏ tất cả những kẻ phẩm hạnh không tốt, tông chủ không thể làm vậy. Trên đời này người có thiên phú vốn đã là hiếm có. Tính cách của mỗi người, nhất là người có thiên phú cực cao, ít nhiều đều có chút kỳ quặc. Nếu làm như hắn, Trường Sinh Tông đừng nói đến việc trở lại đỉnh cao, e rằng sau này, ngay cả gia tộc hạng ba cũng có thể tùy ý bắt nạt chúng ta. Năm xưa thiên đế nhân tộc cũng từng bước từ phế vật bước lên đỉnh cao. Linh đế nhân tộc cũng vậy. Thiên phú không phải là tiêu chuẩn duy nhất của người tu luyện. Tuân theo lệnh tông chủ, bọn tiểu nhân các ngươi còn không mau rời đi. Lâm Tu Trúc, ngươi chỉ là một con kiến nhỏ, nhưng lại lần lượt khiêu khích chúng ta. Chết đi cho ta. Không thể nào. Kim đan cũng chỉ đến thế. Các ngươi đợi đấy. Đợi bọn ta về dưỡng thương cho tốt, nhất định sẽ quay lại Trường Sinh Tông. Tông chủ, cứ thế để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy sao? Ai nói bản tôn muốn thả bọn họ đi? Chạm vào nghịch lân của bản tôn, đáng chết. Đi.
cô nương. Khi nào khởi hành? Ngay hôm nay có thể đi. Lý Tư Dương, ta tạm gửi mẫu thân cho ngươi. Đợi ta từ Vân Lam Tông lấy linh thảo xong trước đã. Vị trí tông chủ tạm thời do ngươi đại diện. Tuân lệnh tông chủ. Lâm Tu Trúc, ngươi tham gia thi đấu thật sự chỉ vì linh thảo, chứ không phải vì cái khác. Cô nương, gọi ta là Ánh Tuyết là được. Cô nương, lấy xong linh thảo, chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau. Chẳng lẽ ta đường đường là thánh nữ Vân Lam Tông, trong lòng ngươi còn không bằng một cây linh thảo sao? Đúng vậy, giữa ngươi và ta chênh lệch như trời và đất. Lâm Tu Trúc, ta xem thử ngươi còn có thể giả vờ được bao lâu nữa. Tông chủ, thánh nữ chắc chắn đang chơi đùa bên ngoài. Đợi nàng chơi đủ rồi, tự nhiên sẽ về thôi. Hiểu con gái không ai bằng cha. Rõ ràng là nàng đang phản đối việc hôn nhân ta sắp đặt cho nàng, nên mới bỏ nhà ra đi. Ngoài phải liên hôn ra, thật sự không còn cách nào khác sao? Miễn là có thể cứu được Vân Lam Tông chúng ta một đứa con gái, có đáng là gì? Bẩm tông chủ, đại trưởng lão, đoàn người cầu hôn của Phong Hỏa Các đã đến Vân Lam Tông chúng ta, mau dẫn ta đi đón tiếp. Tại hạ Phong Hỏa Các Thẩm Mục Trần, gặp qua Ôn tông chủ. Đây là lễ vật cầu hôn bổn công tử chuẩn bị. Dám hỏi tiểu thư Ôn hiện giờ ở đâu? Tiểu nữ ra ngoài du ngoạn, đến nay vẫn chưa về. Không biết Thẩm công tử có thể đợi thêm vài ngày nữa không? Tông chủ, thánh nữ đã về. Ngươi còn biết quay về. Quả không hổ danh đệ nhất mỹ nữ Bắc Vực. Trăm nghe không bằng một thấy, cũng xứng với bổn công tử đấy. Ngươi là ai? Hắn chính là phu quân tương lai của con, thế lực đệ nhất Trung Châu, con trai của các chủ Phong Hỏa Các. Thẩm Mục Trần, con sẽ không gả cho hắn. Con đã có người trong lòng rồi. Tên tiểu phu kia ở đâu tới vậy? Chỉ là tên phế vật luyện khí kỳ tam giai, cũng dám tranh nữ nhân với bổn công tử. Thẩm công tử đừng giận, chắc chắn là hắn đã dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt con gái ta. Với tu vi của ngươi, cũng muốn dựa vào Vân Lam Tông chúng ta một bước lên trời. Đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng, muốn ăn thịt thiên nga sao? Đồ không biết trời cao đất dày. Dù là Phong Hỏa Các gặp bản tôn, bản tôn cũng không thèm liếc mắt. Còn dám nói ta tranh nữ nhân với ngươi ư? Làm càn, dám xúc phạm lão tổ Phong Hỏa Các chúng ta, tìm chết. Dừng tay, ngươi làm càn gì vậy? Ngươi mau tránh ra. Miệng toàn lời nói vớ vẩn, hóa ra là một kẻ chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ. Đồ rùa rụt đầu. Ngươi nên cảm tạ, bản tôn vẫn chưa ra tay đấy. Một tên phế vật lại dám nói năng cuồng vọng. Tên phế vật này rốt cuộc đã cho ngươi uống thuốc mê gì, khiến ngươi che chở hắn như vậy? Cha Lâm Tu Trúc chính là người được Chu Thiên Kiếm công nhận, hắn chính là người định mệnh. Mà lão tổ đã nói với con, Thanh Bảo Kiếm truyền thuyết đã chém nát thiên đạo, bội kiếm của thiên đế Chu Thiên Kiếm lại được hắn kế thừa. Ta đã tận mắt chứng kiến. Đùa gì vậy? Hắn một tên ngay cả kim đan cũng chưa ngưng kết được, làm sao có thể được Chu Thiên Kiếm công nhận? Hắn cũng xứng sao? Xứng hay không, ngươi nói không tính. Ngươi vừa nói về khủng hoảng của Vân Lam Tông là chuyện gì? Năm xưa lão tổ Vân Lam Tông theo thiên đế chinh phạt thần ma, bị thần ma nguyền rủa. Bất kỳ hậu nhân nào của Vân Lam Tông chúng ta đã đến một cảnh giới nhất định sẽ nổ tung mà chết. Qua vạn năm, lời nguyền năm xưa đã đe dọa đến cấp Nguyên Anh. E rằng không lâu nữa, Vân Lam Tông sẽ hoàn toàn biến mất. Thì ra là vậy, lão tổ Vân Lam Tông từng có công bảo vệ nhân tộc. Hôm nay bản tôn sẽ giúp các ngươi trừ bỏ lời nguyền này. Lời nguyền của Vân Lam Tông muốn giải trừ, ngay cả Phong Hỏa Các cũng phải cẩn thận. Ngươi một tên phế vật, lấy gì để giải trừ lời nguyền? Lấy miệng của ngươi sao? Phong Hỏa Các hiện giờ xếp ở cuối trong các thế lực đỉnh cao ở Trung Châu, xem ra cũng không phải không có lý do. Ngươi một con chó quê mùa từ nơi hẻo lánh đến, cũng dám bình phẩm bừa bãi. Với kẻ chỉ giỏi nói lời ngoài miệng tranh cãi, e rằng sẽ bị người ta nói Phong Hỏa Các chúng ta nhỏ mọn. Vậy nên hôm nay ta không cho ngươi mở mang tầm mắt, ngươi sẽ không biết thế nào là tôn ti quý tiện. Những thứ này đều là ta chọn lựa kỹ càng. Bảo vật của Phong Hỏa Các, ngươi không phải coi thường Phong Hỏa Các chúng ta sao? Dám so tài với bổn công tử một phen không? Có gì mà không dám? Bổn công tử sẽ nhanh chóng cho ngươi biết khoảng cách giữa ngươi và ta. Một viên đan dược bát phẩm, ba viên đan dược thất phẩm, vài viên đan dược lục phẩm. Tài lực của Phong Hỏa Các thật là phong phú, không đáng là gì. Những thứ này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm Phong Hỏa Các chúng ta mà thôi. Không hổ danh là thế lực hàng đầu Trung Châu, nên tảng của Phong Hỏa Các thật sự đáng sợ như vậy. Ngươi định làm gì?
Tên nhà quê này, e là chưa từng thấy qua nhiều đan dược như vậy. Mở rộng tầm mắt cũng có sao đâu. Thế nào? Sợ rồi chứ? Ta không sao cả. Đều chỉ là hàng kém chất lượng mà thôi. Ngươi nói gì? Những đan dược này đều do luyện đan sư bát phẩm của Phong Hỏa Các chúng ta luyện chế mà thành. Hơn nữa chỉ khi luyện theo cách luyện đan dược cửu phẩm mới có một viên. Đây đều là những thứ hiếm có. Ngươi một tên nhà quê cũng dám bình phẩm bừa bãi. Đan dược bát phẩm này sau khi dùng có thể sinh thịt mọc xương, cứu sống người chết, biến phàm nhân thành thần. Những đan dược này của ngươi khi luyện chế lửa không đủ, thời gian cho nguyên liệu vào lò sai, dẫn đến dược hiệu chỉ còn 1/10, đều là hàng kém chất lượng trong số hàng kém chất lượng. Ngươi làm sao biết được? Chẳng lẽ ngươi biết ngửi hương nhận đan? Ngửi hương nhận đan đó là việc chỉ có luyện đan sư đỉnh cao mới có thể làm được. Ngươi còn biết luyện đan sao? Bản tôn không biết. Ta còn tưởng thế nào? Hóa ra là mèo mù với chuột chết, suýt nữa bị ngươi dọa cho. Bản tôn đúng là không biết luyện đan. Bản tôn chỉ biết bóp đan. Cái gì? Khiến trời đất đổi sắc? Lại bỏ qua quá trình luyện chế bóp đan dược ra từ hư không? Làm sao có thể chứ? Lâm Tu Trúc, hóa ra thần kỹ của ngươi là luyện đan. Ồ không, bóp đan. Ngươi có bản lĩnh như vậy quá giỏi rồi. Bản tôn chỉ là thuận tay, cũng không tính là thành thạo. Cha, Lâm Tu Trúc chính là người định mệnh trời chọn của Vân Lam Tông chúng ta. Hắn lại có thần kỹ như vậy nữa. Đùa gì vậy? Bất quá chỉ là một số tà đạo không đáng kể mà thôi. Đại lục nhân giới lấy thực lực làm tôn quý, nghiên cứu loại thủ đoạn chỉ để biểu diễn này, đúng thật là đặt ngược mục tiêu. Đúng vậy, ngươi, xem ra ngươi vẫn không phục. Chúng ta so tài về bảo vật, chứ không phải kỹ năng. Chỉ là đan dược nhất phẩm cũng dám mơ thắng đan dược bát phẩm của ta. Đan dược Lâm Tu Trúc luyện chế, linh lực trong đó dồi dào, có thể trực tiếp vượt cấp, sao có thể so với hàng kém chất lượng của ngươi? Giữa các phẩm cấp vốn có cao thấp, dù hoàn hảo đến đâu, đan dược nhất phẩm cuối cùng vẫn chỉ là hạ tam phẩm. Ngươi muốn xem bản tôn sẽ làm như ước nguyện của ngươi. Đừng làm trò quỷ ở đây nữa. Nếu ngươi không có bản lĩnh gì khác thì mau nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian. Cái gì? Bầu trời lại tối. Đây lại là vương phẩm tử lôi. Chỉ có cường giả nguyên anh kỳ khi độ kiếp mới dẫn đến lôi kiếp này, chỉ có nguyên anh kỳ đại viên mãn mới có thể cứng rắn đón đỡ. Đây là lôi kiếp ngươi dẫn đến, làm sao có thể? Hắn một tên phế vật luyện khí kỳ, làm sao có thể gọi ra vương phẩm tử lôi? Chỉ là tử lôi mà thôi, có gì không thể? Dù là ngươi gọi đến thì sao? Bổn thiếu gia xem ngươi làm sao vượt qua lôi kiếp này. Lôi kiếp đến. Lại cứng rắn chống cự tử lôi, đúng thật là không biết sống chết. E là đã bị đánh thành cho bụi rồi. Thắng bại đã phân. Đây. Cái gì? Ta lại chống đỡ được vương phẩm tử lôi. Có bản tôn ở đây, không ai có thể làm ngươi bị thương chút nào. Tên phế vật này, sao có thể? Đan dược lại từ nhất phẩm nâng lên tứ phẩm, linh khí thật dồi dào. Phẩm cấp của đan dược này lại tiệm cận thất phẩm. Chưa đủ, chưa đủ. Đan dược này vốn đã hiếm có trên đời, sao có thể so sánh với hàng kém chất lượng của Thẩm Mục Trần? Sao lại vẫn chưa đủ? Là hoàng phẩm kim lôi. Đây là hóa thần cảnh đại viên mãn mới dẫn đến lôi kiếp này. Lần này hắn chắc chắn tan thành mây khói rồi. Cái gì? Hắn lại dùng lôi kiếp để luyện đan. Đúng thật là điên rồi. Đan dược bát phẩm chất lượng này trên đời chưa từng thấy qua. Chưa đủ, chưa đủ. Ngươi có thể khiến nó trực tiếp vượt cấp? Không thể nào. Đan dược thượng tam phẩm, giữa mỗi cấp đều có khoảng cách không thể vượt qua. Đâu phải miệng nói muốn nâng là có thể nâng. Nếu bản tôn có thể thì sao? Nếu ngươi làm được, bổn thiếu gia quỳ xuống đất dập đầu cho ngươi 10 vạn cái. Công tử, đừng quản ta. Đan dược cửu phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bát phẩm đã là giới hạn của giới luyện đan. Ta không tin tên phế vật này có thể làm được.
giới hạn của ngươi, bản tôn dễ dàng đạt được. Nói năng cuồng vọng, xem ngươi không làm được thì sẽ bị xử lý thế nào. Uy áp này, bổn công tử không đỡ được. Theo như truyền thuyết, chỉ có thiên đế nhân tộc mới vượt qua được đế phẩm Hắc Lôi. Lâu rồi không gặp. Đây là đây là đan cửu phẩm, thật không ngờ, cũng không tệ. Tặng cho ngươi, đây quá quý giá rồi, ta không thể nhận. Đối với ngươi, nó rất quý giá, nhưng đối với bản tôn, nó còn không bằng viên kẹo. Nhưng mà thứ bản tôn đã tặng, không có thói quen lấy lại, thuận tay tặng đan dược cửu phẩm cho người khác. Phong thái hào phóng như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Bản tôn giờ đã làm được, nên thực hiện lời hứa của ngươi chứ? Tuyệt đối không thể nào. Đan dược cửu phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sao có thể bị ngươi một tên phế vật thuận tay luyện chế ra dễ dàng như vậy? Ngươi, phong hỏa các hiện giờ đều là loại như ngươi sao? Chắc gì lại suy tàn. Ngươi, thôi vậy, bản tôn không so đo với trẻ con. Theo thỏa thuận, trong cuộc thi đấu này ngươi đã thua, mau rời đi, đừng lãng phí thời gian của bản tôn. Thua? Ai nói thế? So tài phẩm cấp đan dược trước mắt mọi người, ngươi còn muốn quỵt nợ sao? Đan dược thượng tam phẩm, mỗi cấp đều sẽ dẫn đến lôi kiếp, không phải cường giả nguyên anh không thể tiếp. Hắn một tên kiến luyện khí kỵ, làm sao có thể trong lôi kiếp sống sót? Ngươi nghi ngờ bản tôn gian lận? Đúng vậy, tu vi của ngươi không lừa được mắt bổn công tử. Lâm Tu Trúc ngay cả cường giả kim đan kỳ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, tu vi của hắn sao ngươi có thể tùy tiện nhìn thấu? Nếu hắn có thể tiêu diệt cường giả kim đan, thì bổn công tử có thể dễ dàng nghiền nát hóa thần. Phong hỏa các cũng chỉ đến thế. Ngươi, công tử, tên phế vật này có thể dẫn đến dị động của trời đất, e rằng có liên quan đến Chu Thiên Kiếm mà. Ôn Ánh Tuyết đã nói, chi bằng chúng ta thế này. Được, Lâm Tu Trúc, cuộc thi đấu này bổn công tử coi như ngươi thắng, nhưng ta muốn thêm một trận võ đấu. Hai bên chỉ dùng tu vi bản thân, ngươi thi đấu xong rồi còn muốn thi đấu thêm một trận, theo cách của ngươi vậy chẳng phải là không có hồi kết? Trận thi đấu tiếp theo là thi đấu sinh tử, không có thắng thua, chỉ có sống chết. Lâm Tu Trúc, Thẩm Mục Trần này tuổi còn trẻ đã là kim đan đại viên mãn, tuyệt đối không thể đồng ý với hắn. Bất quá chỉ là dùng đan dược tích lũy tu vi mà thôi, bản tôn đồng ý. Lâm Tu Trúc, mau lên đây chịu chết. Lâm Tu Trúc, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Dưới khế ước thi đấu sinh tử, bước lên đài này, mạng của ngươi sẽ không còn thuộc về ngươi nữa. Trong trời đất này, chưa ai dám lấy mạng bản tôn. Nói khoác không biết ngượng, bổn công tử hôm nay sẽ lấy mạng chó của ngươi. Hoang Thiên Phong Hỏa Quyết của công tử, phát huy toàn bộ công lực, có thể vượt cấp chém giết cường giả nguyên anh kỳ. Lâm Tu Trúc này, mạng không còn lâu nữa. Lâm Tu Trúc, sao ngươi không có phản ứng gì cả? Có phải là bị thực lực bổn công tử thể hiện dọa ngây người rồi không? Ngay cả thần ma phi thăng kỳ, bản tôn cũng không biết đã giết bao nhiêu. Chỉ là kim đan mà thôi, có gì đáng sợ? Lâm Tu Trúc, ngươi tuyệt đối không thể có chuyện gì. Lâm Tu Trúc, nếu bây giờ ngươi sợ rồi, thì quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với bổn thiếu gia. Bổn công tử tâm tình tốt, nói không chừng còn tha cho ngươi một mạng. Mẹ ta còn đang đợi bản tôn, muốn động thủ thì nhanh lên, bản tôn đang vội, sắp chết đến nơi mà vẫn cứ miệng. Được chết dưới Hoang Thiên Phong Hỏa Quyết của bổn công tử, cũng coi như ngươi chết có giá trị. Chỉ có chừng này sức mạnh thôi sao?
chỉ có chừng này sức mạnh thôi sao? Hắn lại chỉ dùng hai ngón tay đã chặn được sát chiêu của công tử. Làm sao có thể? Thân thể ta, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng tu vi chỉ có luyện khí kỳ, nhưng lại có thể dễ dàng đánh bại kim đan. Ngươi biết người này từ đâu? Chẳng lẽ là đại năng sống hơn vạn năm, đến nhân gian tiêu dao tu luyện lại? Người này mới đôi mươi. Là ta biết ở Trường Sinh Tông. Là Trường Sinh Tông mới đã sinh ra thiên đế và linh đế đó sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ Trường Sinh Tông lại sắp có thêm một vị đại đế? Ngươi bất quá chỉ dựa vào Chu Thiên Kiếm mới gây ra dị biến trời đất, tên phế vật. Không có sự duy trì của Chu Thiên Kiếm, sao ngươi lại có công lực mạnh như vậy? Thì ra đây là lý do ngươi muốn thi đấu với bản tôn, chỉ là để đối phó với ngươi. Bản tôn chỉ cần hai ngón tay, ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Giờ đến lượt bản tôn rồi, ngươi muốn làm gì? Dừng tay cho ta. Dừng tay cho ta. Đừng ai động đậy. Thẩm Trường Từ, ngươi mau thả con gái ta ra. Không thể nào. Bọn ta có hảo tâm đến cưới con gái ngươi, thậm chí sẵn sàng mạo hiểm để giải trừ lời nguyền của Vân Lam Tông, nhưng các ngươi lại không biết tốt xấu, tìm đâu ra quái thai đến sỉ nhục chúng ta. Thật sự là đang coi Phong Hỏa Các chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Thẩm Trưởng lão, chúng ta có gì từ từ nói, có vấn đề gì cứ nêu ra, miễn là ngươi thả con gái ta, ta để các ngươi giết hắn. Bây giờ động thủ cho ta. Cha, không được. Lâm Tu Trúc là người có thể giải trừ lời nguyền Vân Lam Tông, hắn không thể chết. Điều này không do ngươi quyết định. Còn không mau động thủ. Cha đừng mà. Lâm Tu Trúc, tránh ra, tránh ra. Hai cường giả nguyên anh kỳ liên thủ, ta xem tên phế vật ngươi ứng phó thế nào. Tất cả đều do ta mà ra. Chỉ cần ta chết, mọi chuyện sẽ kết thúc. Lâm Tu Trúc, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta, giải trừ lời nguyền. Đây là nguyện vọng duy nhất của ta. Tiểu Tuyết, ngươi muốn làm gì? Nàng muốn tự bạo. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Không ngờ Ôn Ánh Tuyết này lại ra tay nặng với mình như vậy. Công tử, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Mối thù bị Vân Lam Tông sỉ nhục hôm nay, bổn công tử nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Về Phong Hỏa Các, mang đủ người càn sát Vân Lam Tông. Tuân lệnh. Vân Lam Tông chúng ta cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục nổ tung mà chết. Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Chuyện hôm nay, nếu để ta biết, có người thứ ba biết được, dù ngươi có mạnh đến đâu, trời cao biển rộng, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Lâm Tu Trúc, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta, giải trừ lời nguyền. Đây là nguyện vọng duy nhất của ta. Số mệnh. Nửa đời trước của các người không thể thay đổi, còn nửa đời sau do bản tôn định đoạt. Hắn lại tập trung toàn bộ linh khí trong phạm vi hàng ngàn dặm vào đây, ngay cả các trụ Phong Hỏa Các chúng ta cũng không thể dẫn động. Dị tượng trời đất chấn động như vậy, hắn là tiên nhân sao? Tiên cũng xứng đáng so với bản tôn sao? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hồi sinh Ôn Ánh Tuyết? Không thể nào. Xem khắp lịch sử liên tục, chưa từng nghe nói người chết có thể sống lại. Dù ngươi là tiên nhân cũng không thể làm được. Ngươi hợp. Ánh Tuyết, hắn thật sự làm được. Đây, dùng đan dược làm phôi, tụ linh khí làm thuốc dẫn, luyện trời đất làm lò. Chỉ dựa vào một tia thần hồn có thể hồi sinh người chết. Chẳng lẽ còn có người thần thông như vậy? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Từ nay về sau mà ngươi do ta, không do trời. Ta nhớ rồi, ta vừa rồi không phải đã chết sao? Ánh Tuyết, cha tưởng không bao giờ gặp lại con nữa. Cha sao ta vẫn còn sống?
Tiểu thư, đây là vị tiên sinh đã cứu người. Lâm Tu Trúc, đa tạ ân nhân ra tay cứu mạng tiểu nữ. Từ nay về sau, Vân Lam Tông chúng ta sẽ hoàn toàn nghe theo tiên sinh. Không cần đâu, bản tôn chỉ cần mượn hoàn hồn thảo dùng một lần. Ngài muốn bảo vật hộ tông của Vân Lam Tông chúng ta, hoàn hồn thảo. Không thể sao. Tất cả của Vân Lam Tông chúng ta đều có thể bất cứ lúc nào để tiên sinh điều động. Không thể nào. Cha ta là cường giả độ kiếp kỳ. Mau thả bổn công tử ra, nếu không cha ta nổi giận, Bắc vực sẽ chìm trong biển máu. Chìm trong biển máu. Bản tôn không giết ngươi. Biết sợ rồi phải không? Nếu biết điều, bây giờ quỳ xuống. Xin lỗi bổn công tử đi. Nếu tâm trạng bổn công tử tốt, không chừng còn cho ngươi một cơ hội được phụng sự bổn công tử. Bản tôn không giết ngươi, nhưng không có nghĩa ngươi sẽ không chết. Ngươi, ngươi có ý gì? Lấy khế ước trời đất làm chứng, ngươi lấy sinh tử làm đặt cược, đã thua, tự nhiên sẽ có trời đến thu. Cái gì? Công tử à, về nói với lão tổ thẩm ý hoan của các ngươi, đã quên mất tâm nguyện ban đầu bảo vệ một phương nhân tộc. Vậy thì bản tôn sẽ tự mình đi thu hồi tư cách của Phong Hỏa Các. Đây chính là hoàn hồn thảo. Mời ngài nhận lấy. Đa tạ. Vậy tiếp theo, bản tôn sẽ giúp các ngươi giải trừ lời nguyền trong huyết mạch. Đại trưởng lão mau đi chuẩn bị đàn tế, để ân nhân thi pháp. Được. Không cần phiền phức như vậy, chỉ là lời nguyền nhỏ, tùy tay có thể phá. Lời nguyền đã khốn đốn Vân Lam Tông chúng ta cả vạn năm, lại dễ dàng được giải trừ như vậy. Đã giải trừ lời nguyền rồi, bản tôn không ở lại lâu nữa. Lâm Tu Trúc, mạng ta là ngươi cho, vậy ta là người của ngươi rồi. Vừa hay bản tôn thiếu một nữ tỷ bên mình, nếu ngươi muốn thì đi cùng bản tôn đi làm nữ tỷ bên mình. Ngươi chắc chắn chứ? Tông chủ, với thân phận của tiểu thư liệu có hơi? Thân phận của ân nhân chắc chắn không tầm thường. Ánh Tuyết được đi theo hắn là phúc khí của Vân Lam Tông chúng ta. Lâm Tu Trúc, ngươi chắc chắn muốn ta làm nữ tỷ của ngươi sao? Ta chưa từng hầu hạ ai cả đâu. Không sao, ngươi có thể từ từ học. Với tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể trực tiếp chữa khỏi bệnh tình của mẫu thân ngươi. Sao còn phải đến Vân Lam Tông ta? Chẳng lẽ là vì ta? Mẫu thân ta là thân thể phàm nhân, không chịu nổi linh lực của ta. Thì ra là vậy. Bản tôn cứ cảm thấy ngươi đang nghĩ điều gì khác. Đâu có. Trường Sinh Tông gặp nạn. Cái gì? Lâm Tu Trúc, tên khốn đó đâu rồi? Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết điểm then chốt của đại trận hộ tông Trường Sinh Tông chúng ta? Ngươi là Vương Tử An. Ngươi còn sống sao? Nhờ ơn của Lâm Tu Trúc ngươi, ta giờ sống không bằng chết. Lâm Tu Trúc, ta Vương Tử An làm ma cũng không tha cho ngươi. Không ngờ sau khi thiên đế sa ngã, Chu Thiên Kiếm này lại được một tên phế vật kế thừa. Chúng ta tự phong ấn vạn năm, chẳng phải là vì ngày hôm nay sao? Không còn thiên đế, nhân giới này cũng đến lúc đổi chủ rồi. Từ nay về sau, ngươi chính là nô bộc của bản tọa. Bản tọa đã dùng huyết sát đại pháp nâng tu vi của ngươi lên nguyên anh kỳ. Đi, đoạt lại Chu Thiên Kiếm cho ta. Mau bảo Lâm Tu Trúc cút ra đây cho ta. Nếu không hôm nay ta sẽ khiến Trường Sinh Tông máu chảy thành sông. Ngươi đừng hòng, ta thề chết bảo vệ Trường Sinh Tông, đã muốn chết. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Tông chủ Lâm Tu Trúc, cuối cùng ngươi cũng chịu lộ mặt. Ngươi là Vương Tử An, sao ngươi biến thành bộ dạng ma quỷ này? Có phải rất ngạc nhiên không? Ta có được địa vị như ngày hôm nay, điều may mắn là nhờ có ngươi.
Trường Sinh Tông tuyệt đối không thể bị hủy trong tay hắn. Tông chủ mau đi đi, ta cản hắn lại, đối phó với hắn, không cần bản tôn ra tay. Đến nước này rồi, vẫn còn nói khoác lác. Đã như vậy, ta sẽ cho người thấy thế nào là tuyệt vọng. Hắn không phải đã bị hủy linh mạch rồi sao? Sao lại có tu vi như vậy? Hiện giờ, ta đã vào nguyên anh kỳ. Nếu biết điều, giao Chu Thiên Kiếm ra đây, ta còn có thể cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Muốn Chu Thiên Kiếm, e rằng ngươi không có mạng lấy. Vậy đừng trách ta tàn nhẫn. Huyết sát ma chảo, đừng có ngông cuồng. Hàn băng kiếm phách, kiếm khí hóa hình, đây là việc chỉ có cường giả nguyên anh kỳ đại viên mãn mới có thể làm được. Phá, làm sao có thể nhanh như vậy đã đánh bại ta? Công pháp của hắn thật kỳ lạ, là công pháp ma tộc. Ma tộc không phải vạn năm trước đã bị tiêu diệt hết rồi sao? Sao lại xuất hiện? Nhìn lén lâu như vậy, ra đây đi. Nhìn lén lâu như vậy, ra đây đi. Tên phế vật tam giai lại có thể cảm nhận được khí tức của bản tọa, đúng thật có vài phần bản lĩnh. Vậy mà lại thật sự là ma tộc. Từ khi thiên đế một kiếm cắt đứt vạn cổ, nhân giới từ đó độc lập khỏi cửu giới, sao vẫn còn ma tộc xuống trần gian vậy? Xem ra là ngươi đứng sau dở trò. Đối phó với mấy con kiến các ngươi, chỉ cần tên phế vật đó là đủ rồi. Không ngờ, nghĩ ngươi một tên tiểu phế vật lại làm hỏng việc của ta. Tiểu nhân làm việc không tốt, xin chủ nhân tha tội. Vương Tử An, ngươi tên phản đồ này, mặt mũi nhân tộc đều bị ngươi làm mất hết. Không phải do các ngươi ép ta sao? Đều là do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi, im miệng. Không ngờ vạn năm qua đi, nhân giới lại có tuyệt sắc như vậy. Tiểu mỹ nhân, có hứng thú đi theo bản tọa không? Ngươi đừng hòng. Chủ nhân, Ôn Ánh Tuyết này chắc đã bị Lâm Tu Trúc chơi qua rồi. Nàng chỉ là một người phụ nữ, sao xứng với ngài? Đại nhân, ngươi hiểu gì chứ? Ngươi xem toàn thân nàng, tỏa ra linh khí dồi dào, có thể nói là thân thể lô đỉnh bẩm sinh. Bản tọa phong ấn vạn năm, nếu song tu với nàng, đến lúc đó nhân gian này không ai có thể cản bản tôn. Một kẻ dùng thủ đoạn bỉ ổi sống sót đến bây giờ, lại dám mơ tưởng nhúng tay vào nhân giới, gặp phải bản tôn, xem như ngươi xui xẻo. Làm càn, một con kiến dám bất kính với Ma Sát đại nhân. Ma Sát, hắn lại là một trong tứ đại ma tôn thượng cổ. Ma Sát, đó là kẻ trong một đêm tàn sát 10 vạn nhân tộc, hắn lại không chết trong cuộc thanh trừng đó, đã biết uy danh của bản tọa, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không lát nữa nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Bắt bản tôn quỳ xuống, ngay cả ma hoàng đàn du của các ngươi cũng không đủ tư cách bắt bản tôn quỳ. Chỉ là con kiến, lại dám nói năng cuồng vọng. Bản tọa muốn xem ngươi quỳ được hay không. Dưới uy áp của bản tọa, lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Chủ nhân, hắn chỉ là tên phế vật, chắc chắn là dựa vào Chu Thiên Kiếm cố gắng chống đỡ thôi. Mặc kệ cái gì Chu Thiên Kiếm, trước sức mạnh nghiền nát, tất cả đều là hư vô. Tiểu mỹ nhân, thừa lúc còn kịp mau đổi ý. Nếu đợi bản tọa dùng hết sức, ngay cả cường giả nguyên anh kỳ cũng sẽ bị ép thành thịt nát, sẽ không tốt đâu. Bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng bản tọa, nếu không chỉ có đường chết. Đừng mơ, nhân tộc chúng ta chỉ có chết đứng, không có quỷ sống. Bản tôn chỉ đường sáng cho ngươi, lại không biết tốt xấu, vậy thì cùng chết với bọn họ đi. Thử thách kết thúc rồi, giờ nên đưa ngươi lên đường. Sao có thể như vậy? Ngươi một tên phế vật luyện khí kỳ tam giai, dù có Chu Thiên Kiếm cũng không thể dễ dàng như vậy hóa giải toàn lực của bản tọa. Ngươi rất mạnh sao? Hai người các ngươi đã vượt qua thử thách của bản tôn. Ta thân là một trong tứ đại ma tôn, ngươi lại dám lấy bản tọa làm thử thách. Trước nguy nan, chỉ có cái chết mới thấy được lòng người. Đối phó với ngươi, bất quá chỉ là thuận tay vung linh lực mà thôi. Cái gì? Chủ nhân, ngài đừng bị tên phế vật này lừa, hắn chỉ đang giả vờ thôi. Ngươi để phát động Chu Thiên Kiếm mà kéo dài thời gian phải không? Thì ra là vậy. Suýt nữa bị tên tiểu quỷ ngươi lừa gạt rồi.
đã mạnh như vậy, tại sao vẫn nhẫn nhịn không ra tay, kéo dài với bản tọa đến giờ? Đối phó với ngươi, căn bản không cần đến Chu Thiên Kiếm, chỉ cần một tay của bản tọa là đủ rồi. Nói năng cuồng vọng, để bản tọa đưa ngươi xuống địa ngục ngay. Chủ nhân ta là Ma Tôn Lượng, một quyền này xuống chắc chắn biến thành một đống thịt nát. Huyết sát ma quyền. Cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Ma sát, một vạn năm không gặp, quên mất dáng vẻ của bản tôn rồi sao? Ngươi là nhớ ra rồi, tuyệt đối không thể nào. Ngươi đã chết rồi sao còn sống? Thần ma chưa trừ, lòng bản tôn khó yên. Chủ nhân, đừng lãng phí thời gian với hắn nữa. Lát nữa khi đến giờ, hắn sẽ có thể kích hoạt năng lượng của Chu Thiên Kiếm. Im miệng, tên ngu ngốc này. Cầu xin ngươi, ta thề tuyệt đối không xâm phạm nhân tộc chút nào nữa. Năm xưa thần ma các ngươi tàn sát vạn ngàn nhân tộc của ta, bảo ta tha cho ngươi. Ngươi có muốn xem những oan hồn đó có đồng ý không? Khoan đã, cùng tỉnh dậy với ta còn có ma mị. Hiện giờ nàng ta đã đến di tích thần ma ở Trung Châu để đánh thức đại quân thần ma. Ta có thể làm nội ứng cho ngài, phá hoại kế hoạch của nàng. Không cùng tộc loại, tâm ắt khác biệt. Lúc trước ngươi may mắn thoát một kiếp, đến bây giờ đã đến lúc ngươi đền mạng. Không thể nào, không thể nào, sao chủ nhân ta lại nhanh chóng bị ngươi giết như vậy? Giờ đến lượt ngươi. Đừng giết ta. Cấu kết với ma tộc, bản tôn ban cho ngươi hồn phi phách tán. Lâm Tu Trúc, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngay cả tứ ma tôn cũng không thể làm ngươi bị thương chút nào? Chỉ là một thân phận mà thôi, quan trọng sao? Rồi, có ngày ta sẽ đào hết bí mật của ngươi ra. Ta không tin ngươi có thể giấu cả đời. Tông chủ, lão phu vô năng. Hôm nay nếu không có tông chủ ở đây, Trường Sinh Tông e rằng đã. Hành động của ngươi hôm nay, bản tôn đều đã thấy rồi. Đứng dậy đi. Không nghe lời bản tôn sao? Tông chủ, lão phu đã phụ lòng tin của ngài. Tội đáng chết vạn lần. Chuyện gì vậy? Vương Tử An liên kết với Châu Mộng Giao, hai người trong ngoài cấu kết, phá vỡ đại pháp hộ tông của Trường Sinh Tông chúng ta, dẫn đến vô số đệ tử Trường Sinh Tông chết thảm. Thậm chí cả mẫu thân của ngài cũng bị bắt. Bây giờ e rằng đã, lão phu dù chết ngàn lần cũng không đủ đền tội. Sớm biết vậy trước khi bản tôn rời đi, đã đặt cấm chế lên mẹ rồi. Trừ phi tu vi cao hơn ta, nếu không không ai có thể làm bà bị thương chút nào. Tông chủ, lão phu sẽ dẫn đệ tử đi, nhất định sẽ cứu mẹ ngài về. Hiện giờ Trường Sinh Tông đang cần xây dựng lại, Trường Sinh Tông cần ngươi. Ta ban cho ngươi một bộ công pháp. Công pháp này tên là Tự Tại Cực Ý Công. Khi luyện đến đại thành, một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ có thể chém hết nhật nguyệt tinh thần, chỉ trong nháy mắt có thể làm trời long đất lở. Lão phu nhất định không phụ lòng tông chủ. Lâm Tu Trúc, ta có thể làm gì cho ngươi? Theo ta đến Trung Châu, cứu mẹ, giết ma. Đại nhân ma mị, không biết tại sao ngài lại mang theo người phụ nữ này. Cô ta chính là quân cờ của ta. Có lấy được Chu Thiên Kiếm hay không, phải xem chuyện của cô ta làm thôi. Nhưng ma sát đại nhân, không ngờ Lâm Tu Trúc có thể đặt kết giới trên người mẹ hắn ta. Điều đó cho thấy năng lực hắn ta còn hơn xa những gì thể hiện ra. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Vậy ma sát đại nhân chẳng phải sẽ ma sát à? Chết là tốt nhất. Dù sao thiên hạ này có một chủ nhân là đủ rồi. Nghe nói chưa? Ngày mai phòng đấu giá Thiên Linh sẽ đấu giá một tấm bản đồ di tích thần ma. Đó là bản đồ mô tả chiến trường vạn năm trước. Nghe đồn khắp nơi đều có kỳ chân dị bảo, những công pháp thần kỳ đó đều có thể thấy khắp nơi ở đó. Phải, bản đồ di tích thần ma. Nghe rồi. Vừa hay có một ít đan dược, đến lúc đó cạnh tranh cũng có thứ để ra tay. Những thứ trong tay các ngươi đều đưa cho ta. Mọi thứ ở đây, bản tiểu thư mua hết. Hỏng rồi, đây không phải là hỗn thế ma vương của đan tháp sao? Xem ra hôm nay chúng ta lại phải trở về tay không rồi. Đi thôi, lời bản tiểu thư nói, hai người các ngươi không nghe thấy à? Mọi thứ ở đây ta lấy hết. Mau bỏ đồ xuống.
tuổi còn trẻ đã đột phá kim đan. Tư chất không tồi, không ngờ ngươi một kẻ luyện khí kỳ lại có con mắt tinh đời như vậy, nhưng định bội bản tiểu thư cũng vô dụng thôi. Mọi thứ ở đây, các ngươi một thứ cũng không mang đi được. Những thứ này chúng ta bỏ tiền mua. Ngươi làm vậy chẳng phải là cướp trắng trợn sao? Không phải là tiền sao? Đây, ta mua hết. Sỉ nhục ai vậy? Sao, các ngươi còn chê tiền ít à? Số tiền này đủ để các ngươi mua 10 phần linh thảo tương tự rồi. Đan tháp ở Trung Châu bây giờ là như vậy sao? Hóa ra các ngươi là người ngoài đến à? Khó trách tham lam như vậy. Thôi, bỏ đi, hôm nay coi như bản tiểu thư cứu trợ vậy. Số tiền này đủ để mua được một viên đan dược cấp ngũ phẩm. Không hổ danh là người tương lai làm chủ đan tháp, thật là hào phóng. Thế nào, có phải chưa từng thấy nhiều tiền như vậy? Ngây người rồi phải không? Thứ bản tiểu thư muốn chưa bao giờ không đạt được. Hai người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên cho ta đi, chặn hắn lại. Gã này rốt cuộc là lai lịch gì? Chỉ bằng khí thế đã đánh bay hai cường giả nguyên anh kỳ. Ngươi muốn làm gì? Bản tính không xấu, chỉ là hơi hung bạo. Nếu có lần sau, hãy tự chịu hậu quả. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không sao, không sao, thú vị. Bản tiểu thư lần đầu tiên thấy người thú vị như vậy. Bản tiểu thư nhớ mặt ngươi rồi. Đợi lão tổ xuất quan, cho dù Lâm Tu Trúc có mạnh đến đâu cũng chắc chắn phải chết. Chỉ sợ Thẩm các chủ không đợi được đến ngày đó. Ai? Ma tộc sao? Thân thể lão phù. Đừng vội, ngươi đã uống thiên ma đan của bản tọa, vận dụng linh lực chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn thôi. La chén trà đó. Ngươi dám phản bội lão phù? Thẩm Trường từ trên đường về đã bị bản tọa giết rồi. Cái gì? Không hổ là cường giả độ kiếp, linh khí quả thật dồi dào. Hãy hợp nhất với bản tọa đi. Đại nhân, ngài đây là đợi lão tổ phong hỏa các xuất quan. Vừa hay mượn thân phận của Thẩm Thanh Quân, đến lúc đó ra tay. Chào mừng mọi người đến phòng đấu giá Thiên Linh. Vật phẩm đấu giá lần này, bản đồ di tích thần ma, giá khởi điểm 1 tỷ vạn kim. Bản tiểu thư trả giá 20 tỷ vạn kim. Cái gì? Còn ai tiếp tục trả giá không? Thật chán, không có ai tranh với ta. Không vui. Một viên đan dược cao cấp thất phẩm, làm sao có thể chứ? Một viên đan dược cao cấp thất phẩm là hắn. Đan dược cao cấp thất phẩm trên thị trường đều là vật hiếm như lông phượng rừng lân, vô cùng hiếm có. Hắn lại có được ư? Viên đan này nếu ở trong tay người khác, chắc chắn sẽ lập tức dùng để luyện hóa. Hắn lại tùy tiện ném ra, một kẻ phế vật luyện khí kỳ, sợ rằng cả đời này ngay cả mùi hương của đan dược cũng chưa ngửi thấy, làm sao có thể lấy ra được đan dược cao cấp thất phẩm? Hắn không phải lấy đồ giả để lừa gạt đó chứ? Ngươi đừng coi thường người khác, chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, không cần so đo với hắn. Nói khoác không biết ngượng, bản thiếu chủ muốn xem lát nữa khi bị vạch trần ngươi sẽ xử lý thế nào. Sau khi kiểm định, đan dược là hàng thật. Đấu giá thành công. Cái gì? Nhã Phi tiểu thư, đan dược thất phẩm là vật hiếm như lông phượng rừng lân, hắn một kẻ phế vật làm sao có thể lấy ra được? Cô không nhầm chứ? Ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta sao? Đủ rồi chứ, bản tọa không muốn lãng phí thời gian. Nhã Phi, tiếp tục đi. Một con kiến nhỏ cũng dám bất kính với bản thiếu chủ, muốn chết. Dừng tay, hai bên lại đánh nhau rồi. Nhã Phi tiểu thư, ý của cô là sao? Nhã Phi tiểu thư, ý của cô là sao? Oán hận cá nhân của các ngươi, phòng đấu giá Thiên Linh không quản. Nhưng có một điều, ở phòng đấu giá Thiên Linh của ta không được động thủ, đây là quy định. Thiếu chủ, ở dưới mái nhà người ta phải cúi đầu thôi. Được, ta nói ngươi dám nói năng ngông cuồng, thì ra đã tính trước rồi.
phòng đấu giá thiên linh sẽ ra tay ngăn cản. Đã như vậy, bản thiếu chủ tạm tha cho ngươi một mạng. Thằng nhóc này xong rồi. Những kẻ đắc tội với huyết tông đều có một bộ dạng xác khô vào lúc chết, bị cưỡng ép hút hết máu trong cơ thể, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ là những trò hề không đáng kể, không đáng sợ, nói khoác không biết ngượng. Đợi đến khi đấu giá kết thúc, xem ngươi khi không còn sự che chở của phòng đấu giá thiên linh, một kẻ phế vật như ngươi sẽ làm thế nào. Được rồi, tiếp tục đấu giá. Còn ai tiếp tục trả giá không? Bản tiểu thư trả giá một viên đan dược cao cấp bát phẩm. Không hổ danh là đan tháp, ra tay là người khác, chỉ có thể ngưỡng mộ. Nên tảng này thật là đáng sợ. Xem ra người thắng cuộc đấu giá lần này đã xuất hiện rồi. Đó là đương nhiên. Bản tiểu thư trong lĩnh vực luyện đan chưa từng phục ai. Nếu đã như vậy, bản đồ di tích thần ma này thuộc về... Khoan đã. Sao? Ngươi cũng có đan dược bát phẩm sao? Bát phẩm ư? Nếu không lấy ra được, bản tọa sẽ trả giá một viên đan dược đỉnh cao cửu phẩm. Bản tọa trả giá một viên đan dược đỉnh cao cửu phẩm. Đan dược cửu phẩm? Cái gì? Không thể nào. Đan dược cửu phẩm là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có trong di tích thượng cổ. Hắn một kẻ phế vật, làm sao có thể lấy ra được đan dược cửu phẩm? Đối với Lâm Tu Trúc mà nói, còn không bằng kẹo, tùy tay bóp là ra một nắm lớn. Có gì quý giá như các ngươi nói đâu? Ta thấy các ngươi lạ, bị mất trí rồi phải không? Đan dược cửu phẩm là thứ mà tất cả luyện đan sư đều chỉ có thể ngưỡng mộ. Hắn một kẻ phế vật làm sao có thể? Thật hay giả? Bản tiểu thư thử một lần là biết. Cái gì? Lại đột phá rồi. Chỉ ngửi một chút, mùi hương tỏa ra từ nó. Tu vi của bản tiểu thư đã đột phá giai đoạn bế tắc của kim đan. Có thể luyện ra đan dược cửu phẩm, đó là điều mà tất cả luyện đan sư đều mơ ước. Lại bị ngươi làm được một cách dễ dàng, đã có kết quả rồi. Vậy bản đồ thuộc về bản tọa nhé. Đi thôi. Theo dõi hắn cho ta. Thiếu chủ xin hãy yên tâm, tên phế vật đó tuyệt đối không thể ra khỏi ngoài 10 dặm của thiên linh thành. Tu vi cao như vậy, đây không phải là cao thủ tuyệt thế mà bản tiểu thư vẫn luôn tìm kiếm sao? Về nói với cha ta, bản tiểu thư hôm nay không về nhà, ta muốn bái hắn làm thầy. Đại nhân, cấm bản đồ đó, nghĩ Lâm Tu Trúc đấu giá được rồi. Không ngờ nhanh như vậy đã đuổi theo rồi. Kế hoạch của bản tọa thực hiện thế nào rồi? Ta đã đem tất cả bản đồ giả giao vào tay các thế lực lớn. Hơn nữa, đối với tin đồn giả mà ngài tung ra, họ tin sâu sắc không nghi ngờ. Tốt, đợi thời cơ chín muồi, bản tọa có thể bắt hết các cường giả nhân tộc. Lúc đó nhân giới sẽ bị bản tọa nắm trong tay. Lâm Tu Trúc, bản đồ này rốt cuộc thật hay giả? Sao ta không tìm thấy di tích ở đâu? Bản đồ là thật, chỉ là bị người ta thêm một số cấm chế. Bản đồ này sao lại biến thành một nửa? Có lẽ đó là phương pháp mở bí cảnh. Vậy phải làm sao? Không sao, nơi bản tọa muốn đến không ai có thể ngăn cản. Theo lâu như vậy, ta đi. Sao lại là ngươi? Chẳng lẽ ngươi đến cướp bảo vật? Ta đến có chuyện nhờ ngươi. Sư phụ, xin người nhận con làm đệ tử. Con hứa, con nhất định sẽ trở thành đệ tử giỏi nhất của người, đệ tử của bản tọa. Kém nhất cũng đã trở thành một phương đế tôn. Ngươi còn lâu mới đủ tư cách. Con không quan tâm, con chỉ muốn người nhận con làm đệ tử. Con quyết theo người. Đã như vậy, bản tọa cho ngươi một cơ hội. Thật ạ? Giải quyết hết bọn họ đi, bản tọa sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Đường đường là tiểu thư đan tháp lại đi bái một kẻ phế vật làm thầy, thật sự đáng cười cực kỳ. Sư phụ, ngươi nói là giải quyết bọn họ phải không? Cứ đợi đấy, đừng giết chết. Vẫn còn non quá, bị thiệt thòi cũng không biết. Không sao. Huyết tông thủ của huyết tông. Ngươi đừng vội, xem tiếp đi. Quan đồng, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn tránh ra. Bản thiếu chủ bảo đảm cho ngươi thuốc giải. Nếu không, không quá 3 ngày, ta bảo đảm máu của ngươi sẽ bốc hơi hết, chết như một xác khô. Ngươi đừng hòng không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt. Đợi ta giải quyết xong tên phế vật này, sẽ cùng ngươi và cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn cùng hưởng thụ. Ngươi đừng mơ hôm nay có thể bước qua ta để giết người. Cũng không tệ, có chút thú vị đấy. Nếu ngươi không biết điều như vậy thì đừng trách bản thiếu chủ.
Cái gì? Đệ tử của bản tọa, sao có thể để người khác bắt nạt? Sư phụ, ngươi thật sự muốn nhận con làm đệ tử sao? Sư phụ, xem ra con và người có duyên vô phận, chỉ có thể kiếp sau mới làm đệ tử của người được, chưa chắc đâu. Sư phụ đừng. Đồ ngu, dám trực tiếp chạm vào huyết tông thủ của huyết tông ta, đúng thật là không biết sống chết. Sư phụ, huyết tông thủ có lời nguyền rất mạnh, người vừa chạm vào con, chính người cũng sẽ gặp chuyện. Chỉ là lời nguyền nhỏ, đừng lo lắng. Sư phụ ngươi tùy ý có thể phá bỏ. Có thật không? Đương nhiên. Muốn phá bỏ lời nguyền huyết tông thủ của ta, không còn cách nào khác. Đâu phải chỉ mình ngươi tên phế vật này, muốn phá bỏ là có thể phá bỏ. Chỉ là một kỹ thuật không ra gì, có gì khó đâu. Chết đến nơi rồi còn dám nói lớn lối. Quan tiểu thư, nếu chỉ theo một kẻ phế vật mơ tưởng viễn vong, không bằng cầu xin bản thiếu chủ, biết đâu còn đường sống. Ngươi mơ đi. Bản thiếu chủ còn muốn cho ngươi cơ hội sống, ngươi lại không biết điều. Đừng trách ta tàn nhẫn. Quyết hồn linh. Sư phụ, tuyệt đối không thể để hắn lắc chuông. Quyết hồn linh vừa vang lên, chỉ cần chúng huyết tông thủ, máu sẽ lập tức bốc hơi, trực tiếp nổ tung mà chết. Chết đến nơi vẫn bình tĩnh như vậy, bản thiếu chủ đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng đến đây là hết rồi. Ta không sao. Không thể nào. Sao lại vô dụng? Ngươi nói cái này à? Khí huyết của huyết tông thủ, nếu ngươi muốn thì bản tọa trả lại cho ngươi. Ấn tay đã mất, cơ thể con cũng không đau nữa. Đa tạ sư phụ. Không thể nào, huyết tông thủ thật sự đã bị phá bỏ. Đi đi, giải quyết hết bọn họ. Vâng, cùng lên cho ta. Vâng. Lâm Tu Trúc đối diện nhiều cao thủ như vậy, cô ấy một mình liệu có quá miễn cưỡng không? Bản tọa nói cô ấy làm được thì cô ấy sẽ làm được. Ngươi còn dám đánh chủ ý với bản tiểu thư? Sư phụ, yêu cầu của người con đều đã làm được. Phải rồi, các ngươi có phải đang tìm thần ma di tích điện không? Đúng rồi, ta vừa hay có phương pháp vào thần ma di tích điện. Tốt quá, vậy chúng ta không cần xông vào nữa. Phương pháp trên là sai. Tuy có thể mở di tích, nhưng đối với cấm chế bên trong lại không có tác dụng gì. Tên đó quả nhiên có ý đồ xấu. Bản đồ này ai đưa cho ngươi? Ta nhớ là một người bí ẩn tự xưng là hậu duệ của thiên đế. Hắn nói với ta thiên đạo sắp phục hồi, đại quân thần ma sắp xâm lược nhân giới một lần nữa, cần tập hợp cao thủ nhân tộc cùng chống địch hậu duệ thiên đế. Thú vị. Bản tọa muốn xem rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám mạo danh thiên đế ra ngoài lừa gạt. Thánh nữ bên linh đế, phiền cô phải để tâm nhiều hơn. Việc này trọng đại, liên quan đến an nguy của nhân giới, ta sẽ báo cáo sự thật với sư tôn. Tháp chủ, tiểu sư muội đã về, còn đưa về một nam một nữ, nói có việc quan trọng tìm ngài, bản tọa phải tiếp đãi quý khách, ngươi xem xét xử lý đi. Đệ tử biết rồi. Tiên thảo vương phẩm này nhiều như cỏ dại, ở đây đâu đâu cũng thấy, không hổ danh là đệ nhất tháp đan ở nhân giới, thực lực này đáng sợ quá. Những đan thảo này bất quá chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của đan tháp ta thôi. Sư phụ người thích cái nào thì nói với con, cứ thoải mái lấy hết. Chỉ là phàm phẩm, bản tọa không để vào mắt. Miệng lưỡi ghê gớm thật, Lưu trưởng lão. Sư huynh, cha ta đâu? Tháp chủ đang tiếp đãi quý khách, ta đã mời đại trưởng lão đến. Không ngờ vừa đến đã nghe thấy có người nói năng ngông cuồng. Ngươi có ý kiến gì? Những linh thảo này là do đan tháp ta vạn năm qua tỉ mỉ nuôi dưỡng, là thứ cả đời này ngươi cũng không thể chạm đến. Một kẻ phế vật luyện khí kỳ cũng dám nói năng ngông cuồng. Lưu trưởng lão ngươi, đan tháp thường hàng năm đứng đầu nhân giới, bản tọa tưởng sẽ có gì khác, không ngờ đều là một lũ chỉ biết đánh giá người qua vẻ ngoài, đồ không biết lượng sức. Dám bất kính với đan tháp, ta sẽ dạy cho ngươi biết cái gọi là tôn ti quý tiện. Ngươi dám vô lễ, ngươi dám vô lễ. Sư muội mau tránh ra, để ta đánh hắn ra ngoài. Một kẻ phế vật luyện khí kỳ cũng đáng vào địa giới đan tháp ta,
thật sự đã xúc phạm linh khí đang tháp ta, không được xúc phạm sư phụ ta. Sư phụ, hỗ sược, đường đường là người thừa kế tương lai của đan tháp, lại đi bái một kẻ phế vật làm thầy, thể diện của đan tháp đều bị ngươi làm mất hết rồi. Sư tôn, chính là tên phế vật này, không biết đã dùng thủ đoạn gì mê hoặc sư muội, lừa người thừa kế tương lai của đan tháp ta bái hắn làm sư phụ. Ngươi có ý đồ gì? Rõ ràng là cô ấy cầu xin bái sư, sao lại nói là lừa? Đan tháp ta là đệ nhất tháp Trung Châu, từ trước đến nay đều là người khác cầu xin chúng ta, cầu xin hắn bái sư, hắn cũng xứng. Đủ rồi. Ôn tỷ tỷ nói không sai, vốn dĩ chính là bản tiểu thư cầu xin sư phụ thật mà. Ngươi, tiểu sư muội, từ nhỏ ngươi đã được chúng ta bảo vệ quá kỹ, không phân biệt được lòng người thiện ác cũng là bình thường. Thừa lúc bây giờ còn kịp, mau chóng cắt đứt quan hệ với tên phế vật này. Không thể nào. Bản tiểu thư sống là người của sư phụ, chết là quỷ của sư phụ, ai cũng không thay đổi được đâu. Hỗ sược, việc này nếu để tháp chủ biết được, ta xem ngươi làm thế nào. Nếu hắn có ý kiến thì để hắn tự đến hỏi ta. Hai người các ngươi không đủ tư cách nói về đệ tử của bản tọa. Một con kiến cũng dám nói năng ngông cuồng. Trường Lăng, giết tên lòng lang dạ sói hỗn xược này đi. Đệ tử tuân lệnh. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi, cứu tiểu sư muội khỏi nước sôi lửa bỏng. Cái gì? Ôn tỷ tỷ giỏi quá, muốn động đến Lâm Tu Trúc phải qua được ta đã. Khó trách lại ngông cuồng như vậy, thì ra bên cạnh có một cao thủ nguyên anh. Đã như vậy, đừng trách lão phu dùng lớn hiếp nhỏ. Không ngờ cường giả nhân giới bây giờ chỉ có chừng này thực lực, thật là một đời không bằng một đời. Tiểu tử cuồng vọng, lão phu ở đây, ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Đối phó với ngươi, bản tọa không cần tự mình ra tay. Uống đi, chưa qua luyện chế, dùng bạo lực cưỡng ép đem linh thảo hòa vào với nhau, nếu uống vào chắc chắn sẽ nổ tung mà chết. Cho dù sư phụ bảo con đi chết, con cũng tâm cam tình nguyện. Sư muội, sư muội, linh khí bạo động, huyết khí loạn, căn cơ tận diệt, đã quá muộn rồi. Hãy sư muội ta, ta nhất định phải băm vằm ngươi ra. Bình tĩnh, vận chuyển công pháp. Sao có thể như vậy được? Bọn họ không chỉ không nổ tung mà chết, mà tu vi còn vượt hai cảnh giới, đột phá đến hợp thể kỳ. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? 3 triệu thần ma trên trời gặp ta cũng phải cúi đầu. Bản tọa tên là Lâm Tu Trúc, tưởng là thần thánh phương nào, thì ra chỉ là một tiểu tử cuồng vọng vô danh tiểu tốt. Lão phu khuyên ngươi, ngươi mau đem bí pháp tăng tu vi giao ra đây. Nếu không, ngươi muốn có bản lĩnh thì tự mình đến lấy. Sao có thể như vậy được? Lão phu chỉ còn thiếu một bước là có thể phi thăng độ kiếp kỳ đại viên mãn. Một tiểu bối vừa mới vào hợp thể kỳ, làm sao có thể đánh lui lão phu? Này, ta nói lão già họ Lưu kia, bản tiểu thư đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Tiếp chiêu. Vô lễ, vô lễ. Tháp chủ, cha, trước mặt mọi người ở thánh vực đan tháp đánh nhau, còn ra thể thống gì nữa để khách quý cười chê rồi. Đúng rồi cha, người còn nhớ người bí ẩn đã đưa cho chúng ta bản đồ di tích thần ma đó ở đâu không? Việc này liên quan đến an nguy nhân giới, đâu phải các ngươi có thể tham gia bạc. Tấm bản đồ di tích thần ma đó con đã đưa cho sư phụ con xem rồi, phương pháp trên đó đều bị người ta cố ý sửa đổi, đây chính là một cái bẫy, người đừng có tin đấy. Cái bẫy? Nói bậy. Bản đồ này đã qua sự xác nhận nhiều lần của nhiều cường giả độ kiếp kỳ, không phát hiện vấn đề gì. Một kẻ phế vật luyện khí kỳ chẳng lẽ còn mạnh hơn chúng ta sao? Đúng vậy, trong mắt bản tọa các ngươi không khác gì kiến, nói khoác không biết ngượng. Lão phu, ta thấy có thể nói lời cuồng vọng như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không phải kẻ hữu danh vô thực. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta trong việc luyện đan, lão phu sẽ tin ngươi. Luyện đan? Lần này ổn rồi, tháp chủ là luyện đan sư nửa bước cửu phẩm, chỉ còn thiếu một bước là có thể luyện chế đan dược cửu phẩm. Ngươi thua chắc rồi. Đan dược cửu phẩm, sư phụ ta tùy tay là có. Nói khoác không biết ngượng. Lôi kiếp của đan dược cửu phẩm, ngay cả tháp chủ của chúng ta đối mặt cũng là chín chết một sống. Chỉ dựa vào ngươi kẻ phế vật này, lấy gì mà so? Luyện đan,
thật là không có gì thú vị. Chi bằng chúng ta đổi cách so tài khác. Thế nào? Chi bằng chúng ta đổi cách so tài khác. Thế nào? Không phải là sợ rồi sao? Còn nói cho có vẻ đường hoàng. Ngươi muốn so thế nào? Theo lẽ thường, những linh thảo này ngâm linh khí ngàn năm sẽ sinh ra linh trí. Nhưng những linh thảo này, dưới sự nuôi dưỡng của các ngươi, chỉ có hình mà không có ý, như vật chết vậy. Thiếu đi chút linh tính. Ngươi tên phế vật này, đang nghi ngờ khả năng nuôi dưỡng linh dược của đan tháp ta sao? Đúng vậy thì sao? Ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cho linh thảo hóa hình? Linh thảo trong mắt chúng ta những kẻ luyện đan sư chỉ bất quá là nguyên liệu luyện đan mà thôi. Cho nó hóa hình, đúng là chuyện hoang đường. Điều bản tọa giỏi nhất chính là biến thối nát thành thần kỳ. Sư phụ, hãy tin huynh ấy đi. Những lời huynh ấy nói chưa bao giờ thất hứa. Giả thần giả quỷ, đợi lát nữa thất bại xem hắn làm sao thu xếp. Hiện hắn thật sự đã điểm hóa linh thảo. Làm sao có thể như vậy được? Đa tạ ơn điểm hóa của tiền bối. Nếu đã hóa hình, hãy chuyên cần tu luyện, cố gắng sớm ngày phi thăng. Nếu có chút ý hại người, ngàn năm chờ đợi sẽ hủy hoại trong chốc lát. Xin tuân lời dạy của tiền bối. Thật đáng phục. Sư phụ, người thật sự đã làm được. Người giỏi quá. Lâm Tu Trúc, ta biết ngươi nhất định thành công mà. Lão phu tâm phục khẩu phục. Đan tháp ta hoàn toàn nghe theo ngươi, đồng ý để ngươi làm chủ. Tháp chủ, việc này tuyệt đối không thể. Nếu để hắn lãnh đạo đan tháp ta, chẳng phải để anh hùng thiên hạ cười chê sao? Vô lễ, ta Quan Sơn Hải đâu phải là kẻ nói không giữ lời. Tháp chủ, điểm hóa linh thảo chỉ có trong truyền thuyết mới xuất hiện chuyện như vậy. Hắn một kẻ phế vật như kiến, làm sao có thể tùy tay làm được chuyện này? Việc này chắc chắn có vấn đề. Ta nói lão già Lưu kia, sư phụ ta rốt cuộc đắc tội gì với ngươi mà ngươi phải ba lần bốn lượt nhằm vào người? Đại chiến sắp đến, liên quan đến an nguy nhân tộc, tại sao chỉ nhìn một cái đã nói tấm bản đồ đó có vấn đề? Xem ra hắn rõ ràng muốn cản trở chúng ta, muốn để thần ma vào cảnh, làm kẻ phản bội nhân tộc. Đừng nói bậy. Lão già họ Lưu, ngươi xúc phạm sư phụ ta, ta liều mạng với ngươi. Xúc phạm bản tọa, ngươi có biết sai không? Chỉ bằng khí thế đã có thể trọng thương sư tôn, làm sao có thể như vậy được? Lão phu có gì sai chứ? Chỉ dựa vào hắn một kẻ lai lịch không rõ, chẳng lẽ còn có thể sánh ngang linh đế sao? Linh đế có thể đảm bảo bản đồ không sai. Xem ra cô nàng huyền linh như này đã đem lời của bản tọa ăn vào bụng chó hết rồi. Vô lễ, dám đối với linh đế nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Nhân giới có thể bình an vạn năm toàn nhờ một mình linh đế che chở. Ngươi tiểu tử cuồng vọng này lại dám xúc phạm linh đế, xem ra ngươi rõ ràng là muốn chết. Lâm Tu Trúc, những lời này của ngươi nếu truyền đến tai linh đế, khiến linh đế không vui, sợ là sẽ gây ra đại họa. Sư phụ, ngươi vẫn nên mau xin lỗi linh đế đi. Dạy ra đệ tử không hiểu chuyện như vậy, đáng lẽ là cô ta phải xin lỗi ta mới đúng. Bản thánh nữ vốn không muốn so đo với ngươi một con kiến tầm thường này, nhưng ngươi lại ba lần bốn lượt khiêu khích. Hôm nay bản thánh nữ nếu không giết ngươi, sẽ có lỗi với lời dạy của sư tôn. Thánh nữ khoan đã, tiểu bằng hữu, với thiên phú của ngươi, tương lai nhất định sẽ trở thành bá chủ một phương. Lão phu thật sự không nỡ nhìn một thế hệ thiên tài vì một số hiểu lầm mà mất mạng ở đây. Lão phu để hắn xin lỗi ngươi. Ngươi cũng nên xin lỗi linh đế đi. Tháp chủ, đến lúc này rồi, ngươi còn bảo vệ tên phế vật này làm gì? Im miệng. Ngươi thấy thế nào? Xin lỗi, bản tọa không rảnh để cùng các ngươi lãng phí thời gian ở đây. Đến lúc này rồi, bản tọa muốn xem rốt cuộc là huyền linh nhi đảm bảo cho ngươi, hay là ngươi tự tiện làm chủ. Ngươi, huyền linh nhi, mau cho bản tọa câu trả lời đi. Ra đây. Muốn chết sao? Chuyện gì vậy? Linh đế thật sự hiển linh rồi. Sư tôn, đây chính là linh đế. Gặp bản đế, các ngươi lại không quỳ xuống sao? Bái kiến linh đế.
hai người các ngươi không cần quỳ. Sư phụ, đây là linh đế đấy. Có bản tọa ở đây. Cô ta không dám nói gì đâu. Sư tôn, con kiến này đã nói lời bất kính với người, làm phiền đến người. Đệ tử, nhất định sẽ cho hắn một bài học. Đã chọc giận linh đế, tên phế vật này, ngươi chết chắc rồi. Hỗ sược. Linh đế lại, mọi nguyên do, bản đế đều đã biết rõ. Nói năng vô lễ, phẩm hạnh bất chính, liên quan đến an nguy nhân tộc, lại không phân biệt thật giả, tự tiện đưa ra kết luận. Bây giờ đuổi khỏi sư môn. Sư tôn đừng mà. Sư tôn đừng mà. Sư tôn, Linh Nhi thật sự rất nhớ người. Đã xưng đế rồi, vẫn không chững chạc như vậy. Nếu bị người khác thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Vạn năm qua, Linh Nhi luôn ghi nhớ lời dạy của sư tôn, luôn trấn thủ biên giới nhân giới. Bây giờ, thiên đạo sắp phục hồi, nhân giới lại rơi vào nguy cơ tan biến. May mà người đã trở về, chỉ là thiên đạo thôi, bản tọa chém thêm lần nữa là được. Nhớ lại xuất hiện nguy cơ tan biến như lần trước, đổi lại Linh Nhi thay người chống đỡ, yên tâm đi. Lần này, vi sư sẽ không rời đi như vậy đâu. Vậy Linh Nhi sẽ cung kính đón ngày người chính thức trở về. Nếu để bản đế biết, các ngươi lại nói lời bất kính, đừng trách bản đế không khách sáo. Linh đế lại đối với Lâm Tu Trúc tôn kính như vậy, Chu Thiên Kiếm cũng công nhận hắn. Chẳng lẽ hắn là hậu nhân của thiên đế? Quan tháp chủ, người bí ẩn đã đưa bản đồ cho ngươi, bây giờ đang ở đâu? Người của lão phu tận mắt thấy, người bí ẩn đó đi vào đây, chưa từng ra ngoài. Phong Hỏa Các, chẳng lẽ người bí ẩn đó là người của Phong Hỏa Các? Rốt cuộc có phải hay không, lát nữa sẽ biết. Đi đi. Thẩm Thanh Quân, còn không mau cút ra đây cho bản tiểu thư. Vô lễ, kẻ vô danh tiểu tốt nào, dám nói lời bất kính với lão phu. Đại nhân, hoảng cái gì? Đừng quên thân phận hiện tại của chúng ta. Thì ra là vậy, Thẩm Thanh Quân, đem người bí ẩn đã gửi bản đồ cho chúng ta giao ra đây. Quan Sơn Hải, ngươi đang nói gì vậy? Lão phu sao nghe không hiểu? Thẩm Thanh Quân, việc liên quan đến an nguy nhân tộc, lão phu khuyên ngươi tốt nhất nên hợp tác, tránh để Phong Hỏa Các rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không ngờ đan tháp này bây giờ lại sa sút đến mức làm chó cho một con kiến. Quan Sơn Hải, lão phu có một ý kiến hay. Sao ngươi không dẫn đan tháp thần phục lão phu? Dù sao làm chó cũng phải chọn một chủ nhân tốt, như vậy mới có thịt ăn. Vô lễ, bản tọa còn chưa chết, sao để các ngươi mấy kẻ tiểu bối ở đây vô lễ? Lão tổ Phong Hỏa Các, Thẩm Ý Hoan, không ngờ lão tổ Phong Hỏa Các không chọn phi thăng mà lại ở lại nhân giới. Việc này lại giấu kín đến vậy. Đại nhân, lão tổ Phong Hỏa Các này lại xuất quan vào lúc này. Kế hoạch của chúng ta, không sao, vừa hay mượn tay Thẩm Ý Hoan thăm dò thực lực của Lâm Tu Trúc. Lão tổ, hắn chính là hung thủ giết chết Mục Thần. Lão tổ, người nhất định phải làm chủ cho Mục Thần. Cái gì? Một tiểu tử cuồng vọng giết hậu nhân của bản tọa, lại còn dám nghênh ngang tìm đến cửa, đúng là muốn chết. Sư tôn cẩn thận. Cha không sao chứ? Chỉ tùy tay vẫy một cái, lão phu đã không thể chống đỡ. Đây chính là cảnh giới trên phi thăng sao? Tiểu tử đan tháp, nghĩ đến bản tọa và lão tổ nhà ngươi, tình giao hảo rất tốt. Mau mau rời đi, nếu không, đừng trách bản tọa giận lây sang ngươi. Dù đan tháp có bị diệt, hôm nay lão phu cũng không lùi nửa bước. Ngược lại là các ngươi, nguy cơ sắp đến, các ngươi tự lo cho mình đi. Bản tọa đã cho ngươi cơ hội, đã không biết quý trọng, thì đừng trách bản tọa trở mặt không nhận người. Hôm nay bản tọa sẽ tự tay giết chết các ngươi ở đây, để báo thù cho Mục Thần. Lâm Tu Trúc trên sư phụ, dám một mình đón một đòn toàn lực của bản tọa, đúng thật là không tự lượng sức. Đi chết đi. Cái gì? Không thể nào, không ngờ ngươi chỉ dùng hai ngón tay đã chặn được đao của bản tọa. Thì ra sư phụ mạnh như vậy, lại có thể được Chu Thiên Kiếm truyền thuyết công nhận, quá ngầu. Bảo kiếm của thiên đế thì sao? Chỉ dựa vào ngươi tên phế vật này cũng có thể sử dụng được toàn bộ uy lực của Chu Thiên Kiếm sao? Đối phó với ngươi, bản tọa không cần Chu Thiên Kiếm. Ánh Tuyết, hai người các ngươi tuy tu vi rất cao,
nhưng thiếu hình ý. Ngươi xem, chờ chút, pháp môn vận kình của bản tọa chỉ dạy ngươi một lần, thánh tôn chớ bất cẩn. Với tu vi của Thẩm Ý Hoan, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ vạn kiếp bất phục đấy, yên tâm. Một kẻ ngay cả phi thăng cũng không dám, rùa rụt đầu. Không đáng lo ngại, hôm nay, bản tọa mượn ngươi dùng một chút. Vậy ngươi có đủ thực lực không? Chết! Tập trung lực vào một điểm, có thể chống lại vạn quân, phân tán lực khắp tám phương, thần ma khó phá. Sư phụ, con đã hiểu ý của người rồi. Một lực phá 10 chiêu, chỉ cần tu vi cao là có thể nghiền nát tất cả. Nói bậy gì thế? Ngươi nhìn cho kỹ, mỗi chiêu của sư phụ ngươi đều là tấn công vào điểm yếu của đối phương. Nhìn cho kỹ, học cho kỹ. Đệ tử của bản tọa vẫn chưa học được, ngươi phải kiên trì thêm chút nữa. Không ngờ tu vi của Lâm Tu Trúc lại mạnh đến vậy. Đây chắc chắn là chỉ có trong mơ. Bản tọa ẩn náu vạn năm, tránh hung tìm cát, chờ đợi vô số người, để có một ngày có thể xưng bá thiên hạ. Tại sao? Con đường tu tiên, đạo tuy nói ngắn lại dài, nếm trải vạn khổ, mới có thể lên được thiên lộ, đạp đất mà đi. Búng tay che trời, bản tọa sợ chết. Có gì sai? Sống cũng tốt, chết cũng được. Bất quá thiên địa một, chút linh lực chỉ bằng một hạt cải cũng không chịu được. Ngay cả đạo lý này cũng không hiểu, tu cái gì tiên đạo, nghịch cái gì thiên đạo chứ. Nếu ngươi muốn làm con rùa rụt đầu, thì bản tọa sẽ toại nguyện cho ngươi. Sư phụ, ngươi thật sự giết hắn rồi sao? Bản tọa chỉ cho hắn một cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Tùy tay đã xóa sạch tu vi của cường giả phi thăng, thánh tôn rốt cuộc là tồn tại như thế nào vậy? Lâm Tu Trúc, ngươi vừa gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi không sợ người bí ẩn kia chạy trốn sao? Bây giờ ngươi giết hắn, vậy chúng ta lần này chẳng phải đến vô ích sao? Người bí ẩn đó chưa từng rời đi. Thẩm Thanh Quân, ngươi che giấu thân phận, lừa chúng ta đến di tích thần ma, rốt cuộc có ý đồ gì? Hắn căn bản không phải Thẩm Thanh Quân, ma mị, ngươi còn muốn giả vờ đến khi nào? Ma tộc Lâm Tu Trúc, không ngờ bản tọa vẫn đánh giá thấp ngươi. Bị các ngươi phát hiện thì sao chứ? Hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót rời đi. U linh huyền mị, như bóng theo hình, thần ma giáng thế, thập tuyệt u minh, hỗn độn u ma trận hiện. Lại là trận sát tuyệt thế trong truyền thuyết, chỉ có tứ đại ma tôn mới có thể thi triển. Nhưng rõ ràng cô ta chỉ có một mình. Sư phụ, người mau đi đi, chúng con sẽ chặn cho người. Muốn đi? Mơ giữa ban ngày. Ma khí tuy thuần hậu, nhưng vẫn chưa đủ. Vậy bây giờ thì sao? Cô ta lại có thể trở nên mạnh hơn. Bây giờ còn tạm được. Chút lực lượng này mà muốn chống lại pháp trận toàn lực của bản tọa, thật là không tự lượng sức. Đối phó với ngươi, chút lực lượng này đã đủ rồi. Pháp trận của bản tọa sao lại bị phá? Kỹ nghệ nhỏ mọn, bây giờ nên tiễn ngươi lên đường rồi. Dừng tay cho ta. Lâm Tu Trúc, ngươi cũng không muốn nhìn mẹ ngươi bị ma khí xâm nhập biến thành ma chứ? Lâm Tu Trúc, chỉ cần dính một chút ma khí, mẹ ngươi sẽ trở thành người của ma tộc ta. Ngươi muốn cứu ma ư? Bản tọa rất tò mò, ngươi có dám giết mẹ ngươi không? Lấy mẹ của sư phụ để uy hiếp, các ngươi thật là hèn hạ. Chúng ta là ma mà, hèn hạ là bản tính của chúng ta. Lâm Tu Trúc, bản tọa công nhận ngươi có chút tài năng. Chỉ bằng cút! Ngươi thật sự không quan tâm đến sự sống chết của mẹ ngươi sao? Chạm vào nghịch lân của bản tọa, đáng chết! Bầu trời lại vỡ ra rồi. Thực lực này so với thiên đế cũng không kém là bao. Lâm Tu Trúc, đừng tưởng thế này là xong, bản tọa nhất định sẽ quay lại. Thiên đạo,
đã đến lúc kết thúc rồi. Có phải Tu Trúc không? Mẹ đây con. Mẹ tưởng sẽ không gặp lại con nữa. Thánh Tôn, cường giả các đại thế lực đã tập hợp và tiến về di tích thần ma. Chúng ta khi nào xuất phát? Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe. Đợi con về. Mẹ tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng con nhất định phải cẩn thận. Đừng mạo hiểm. Mẹ yên tâm. Lần này đến lượt con bảo vệ mẹ. Không ngờ tu vi của Lâm Tu Trúc đó lại đáng sợ đến vậy. Nếu không phải hắn phá vỡ bức tường thời không để bản tọa chạy về được đại điện thần ma, bản tọa sợ là thật sự sẽ bị hắn giết chết rồi. May mà bản tọa đã để lại hậu chiêu. Phong ấn chứa đựng thần lực vô thượng. Trước mặt bản tọa, hãy hiện ra bộ mặt thật của ngươi đi. Lấy tinh huyết của ta hiến tế tâm hồn. Ba vị đại nhân, hãy hợp nhất với bản tọa. Lâm Tu Trúc, lần này bản tọa thề sẽ khiến nhân giới này không còn một mảnh giáp. Lão già họ Quan rốt cuộc khi nào đến? Chúng ta đợi ở đây nửa ngày rồi. Theo ta thấy, chúng ta cũng không cần đợi hắn nữa. Còn nói gì thiên đạo phục hồi, đại quân thần ma xâm lược, ta thấy chỉ là hắn dọa người thôi. Hắn lo đến muộn, không cướp được bảo bối nên tìm cớ. Ta xem ai dám. Đại nạn sắp đến, các ngươi lại chỉ nghĩ đến dục vọng cá nhân. Đừng quên các ngươi đến đây làm gì. Thần ma đại chiến gì chứ, liên quan gì đến lão phu? Nói lại lần nữa, ngươi coi chúng ta là trẻ 3 tuổi sao? Di tích trầm lặng vạn năm, có thể có nguy hiểm gì chứ? Nếu họ muốn chết thì cứ để họ đi. Tâm thuật bất chính, giữ lại cũng là họa hại người. Người này là ai, lại có thể khiến tháp chủ đan tháp nghe theo lệnh hắn? Tính ra ngươi cũng biết điều đấy. Chính là ở đây. Đi Thánh Tôn, nếu họ làm loạn trong đó, kinh động địch nhân, yên tâm, họ không chịu đựng được lâu đâu. 3 2 1. Đường đường là cường giả nửa bước phi thăng, nhưng ngay cả 3 giây cũng không trụ được. Chư vị, các vị cũng đã thấy di tích thần ma nguy hiểm trùng trùng. Chuyến đi này có thể đi không về. Nếu bây giờ muốn rút lui, lão phu tuyệt đối không cản. Quan tháp chủ, lão phu tuyệt đối không phải kẻ tham sống sợ chết. Nếu truyền ngôn là thật, cho dù thần hồn tịch diệt, thân tử đạo tiêu thì có sao? Bảo vệ nhân tộc, chúng ta phải hiến thân hy sinh. Bảo vệ nhân tộc, chúng ta phải hiến thân hy sinh. Bảo vệ nhân tộc phải hiến thân hy sinh. Bảo vệ nhân tộc phải hiến thân hy sinh. Bảo vệ nhân tộc. Ta hiểu các ngươi đều có lòng tin bảo vệ nhân tộc, nhưng có chúng ta và những lão già này, đâu đến lượt các ngươi mấy người trẻ tuổi mạo hiểm. Đúng vậy, chúng ta đi thám thính trước. Đợi chúng ta và những người này chết hết, các ngươi đi cũng chưa muộn. Ta thấy các ngươi, nếu không phải sư phụ ta đứng đây, các ngươi ngay cả 3 giây cũng không trụ được. Chúng ta đông người mà, tập trung lực lượng của mọi người, tổng hợp lại sẽ phá được cấm chế. Bản tọa không muốn lãng phí thời gian ở đây. Vốn không có phương pháp nào dùng được, nhưng hắn tùy tay vẫy một cái đã giải cấm chế. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta thấy thần ma điện này cũng không như bên ngoài nói, đang dược khắp nơi. Ta thấy nó còn không bằng núi dược bỏ hoang của ta. Đừng tin những lời đồn nó. Đây là cổ chiến trường, xương cốt khắp nơi còn có lý. Chúng ta đi một đường cũng chưa từng thấy một bộ xương. Ngươi nói, có phải sư phụ đã dẫn chúng ta đi nhầm chỗ không? Những bộ xương đó đã sớm bị luyện hóa thành ma, không thấy là bình thường. Hỏng rồi, bị phát hiện rồi. Vậy chúng ta chẳng phải không biết phải đối mặt với bao nhiêu kẻ địch? Sớm từ vạn năm trước, khắp nơi đều là cường giả trên phi thăng. Chúng ta chỉ có gần này người. Yên tâm, có bản tọa một người là đủ rồi. Vậy đây là đại điện thần ma. Lâm Tu Trúc, bản tọa ở đây đợi ngươi đã lâu rồi. Xem ra ngươi so với lần trước
Mạnh hơn một chút. Cái gì? Cô ta lại mạnh thêm rồi. Bởi vì cô ta đã dung hợp thần ma yêu, thần cách của chủ tam giới. Chủ tam giới? Không thể nào. Thần cách của ba người họ đã sớm bị thiên địa diệt mất, sao còn xuất hiện được? Thần cách của chủ tam giới thần ma yêu chính là tín ngưỡng của tất cả sinh linh cửu giới. Cho dù thể xác không còn, thần cách cũng không biến mất. Cũng có nghĩa là bản tọa bây giờ chính là sự tồn tại bất tử bất diệt. Vô lễ, cuồng vọng. Xếp trận. Pháp tướng thiên địa, tạo hóa âm dương, sinh diệt vô cực, cửu chuyển hỗn nguyên trận. Khai trận, khai trận. Đây là cuộc chiến giữa bản tọa và Lâm Tu Trúc. Lũ kiến các ngươi, đừng có quấy rối ta. Sao có thể như vậy được? Đây là trận pháp do chính linh đế truyền thụ, sao lại dễ dàng bị đánh bại? Thần ma đại điện đối với thần cách của bản tọa có sự gia tăng linh lực rất lớn. Đừng nói là linh đế, cho dù thiên địa tái sinh, bản tọa ở đây cũng là tồn tại vô địch. Vô địch? Bản tọa giết chết ngươi chính là vô địch. Lâm Tu Trúc, xem ra không để ngươi thấy thực lực thật sự của bản tọa, ngươi mãi mãi không hiểu được thực tại. Hãy chìm đắm trong ảo cảnh của bản tọa đi. Thái hư khủng bố, đây là năng lực mới lĩnh ngộ của à? Sau khi dung hợp ba thần cách sao? Thú vị đấy. Lâm Tu Trúc, cứu ta. Tu Trúc, cứu ta. Sư tôn là của một mình ta. Các ngươi ai cũng đừng mong cướp đi. Sư tôn, bây giờ người cuối cùng cũng chỉ thuộc về con. Hãy phẫn nộ đi, hãy điên cuồng đi, từng chút một trong đau đớn, chết đi trong giày vò. Chỉ đến mức độ này thôi sao? Thật khiến bản tọa thất vọng. Cái gì? Cái gì? Không thể nào. Ảo cảnh của bản tọa có thể phóng đại mặt tối sâu trong nội tâm. Ngươi đã có thể nhìn thấu ảo cảnh của bản tọa. Trong mắt bản tọa, tất cả đều là hư vô, đều là ảo tưởng. Cho dù ngươi có thể nhìn thấu ảo cảnh của bản tọa thì sao chứ? Chỉ cần hai người phụ nữ bên cạnh ngươi không thức tỉnh, ngươi sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi lồng giam của bản tọa. Cha, xin lỗi. Trái tim của con gái sớm đã có chủ, bảo con gái cưới Thẩm Mục Thần, con gái làm không được. Lâm Tu Trúc, sư phụ, thời gian không còn nhiều, cuối cùng người không phải lo lắng mình cô đơn lẻ loi nữa. Không sao, con sẽ đến bên người ngay. Sư phụ, vật hoang đường hiếm có sự kiên cố, ảo cảnh chỉ trong nháy mắt có thể phá. Sao có thể? Các ngươi lại thật sự có thể phá bỏ ảo cảnh của bản tọa? Chỉ là một ảo cảnh thôi, cũng muốn làm khó sư phụ ta? Ma mị, giả cuối cùng vẫn là giả, muốn lấy giả loạn bước chân ta, ngươi mơ đi. Còn có trò gì nữa, cứ việc sử dụng đi, nếu không lát nữa không có cơ hội đâu. Lũ kiến các ngươi, uy áp này lại còn có thể mạnh hơn. Cuối cùng cũng nghiêm túc rồi sao? Lâm Tu Trúc, đi chết đi. Trò chơi vô vị. Sư phụ Lâm Tu Trúc, không thể nào, thần cách bản tọa dung hợp đã sớm vượt xa thiên đạo vạn năm trước, tại sao vẫn không thể làm tổn thương ngươi chút nào? Bản tọa ghét nhất là ngước đầu nói chuyện với người khác. Nói đi, muốn chết thế nào? Tại sao vẫn không thể làm tổn thương ngươi chút nào?
Bản tọa ghét nhất là ngước đầu nói chuyện với người khác. Sư phụ, người lại có thể đánh bại thần một cách tùy ý. Người không phải là thiên đế chuyển thế đấy chứ. Chỉ là một thân phận thôi, không đại diện cho gì cả. Bây giờ nên phán quyết cái chết của ngươi. Nói đi, ngươi muốn chết thế nào, Lâm Tu Trúc? Ngươi đừng có đắc ý, vạn ngàn đại quân ma tộc của ta đã sớm xâm lược nhân giới, sợ rằng đã sớm sinh linh đổ thán rồi. Không tốt, chúng ta phải mau chóng trở về, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được, đừng uổng phí tâm tư nữa. Nhân giới bây giờ, ngay cả một cường giả phi thăng cũng không có, lấy gì để chống lại đại quân ma tộc của ta? Chưa chắc đâu. May mắn không phụ lòng, tất cả tàn đảng ma tộc đã bị tiêu diệt hết. Lâm Tu Trúc, sao ngươi lại biết kế hoạch của bản tọa? Đợi sau khi chết hãy từ từ nghĩ đi. Lâm Tu Trúc, bản tọa là tồn tại vĩnh sinh, cho dù ngươi có mạnh đến đâu cũng đừng mong giết được ta. Đã như vậy, bản tọa sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh trong tịch diệt. Tại sao ngươi có thể giết bản tọa, linh hồn bản tọa mà không? Thắng rồi. Lão Phu không chết, Lão Phu vẫn còn sống. Ôn tỷ tỷ, ta đã bảo vệ được nhân tộc, ngươi xem ta lợi hại chứ? Là sư phụ ngươi, không phải là ngươi. Sư phụ ta chính là ta mà, làm tròn lên thì cũng như nhau. Lâm Tu Trúc, tại sao ngươi trông không hề vui vẻ chút nào? Vì vẫn chưa kết thúc. Sư phụ, ma mị không phải đã chết rồi sao? Còn địch nhân nào nữa? Cuối cùng cũng xuất hiện. Ai? Ai đến rồi? Thiên đạo. Thiên đạo đến rồi sao? Sư phụ, sao lại có hai người hả? Trốn ở phía sau quấy phá. Thiên đạo, một vạn năm đã qua, ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Ngươi cũng vậy. Chuyện liên quan đến nhân tộc, ngươi vẫn bá đạo như năm xưa. Không hổ danh là thiên đế nhân tộc. Sư phụ thật sự là thiên đế. Vậy linh đế chẳng phải là... Khó trách ma mị, dưới tay người, đều không chịu nổi một chiêu. Thì ra là vậy, đan dược cửu phẩm tùy tay có được, tu vi lại sâu không lường được. Như vậy mọi thứ đều giải thích được rồi. Sư tôn, Linh Nhi xin được xuất chiến, cũng tốt. Trong nhân giới, ngoài bản tọa ra, con đã là kẻ vô địch, mượn cơ hội này rèn luyện thêm, nhất định không phụ lòng sư tôn. Không ngờ, năm xưa đứng bên cạnh Lâm Tu Trúc là một kẻ bám đuôi, bây giờ cũng dám đứng trước mặt bản tọa. Một vạn năm trước, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tôn một mình đi vào chỗ chết, khổ sở đợi vạn năm, không thành tiên, chỉ để đợi đến ngày sư tôn trở về từ Hồng Trần. Bây giờ chuyện tương tự này, ta Huyền Linh Nhi tuyệt đối không để xảy ra lần thứ hai. Sợ rằng ngươi không thấy được cảnh này đâu, bởi vì trước đó ngươi đã chết dưới tay bản tọa rồi. Thiên đạo, giao mạng đây. Đây, bản tọa sẽ tiễn ngươi lên đường. Sư phụ, sư tỷ cô ấy, có bản tọa ở đây, không ai có thể làm tổn thương cô ấy chút nào. Có bản tọa ở đây, không ai có thể làm tổn thương cô ấy chút nào. Ta đã chết rồi sao? Vẫn để sư tôn thất vọng rồi. Linh Nhi, sư tôn, bài học vạn năm trước chưa dạy xong cho con, hôm nay vi sư sẽ bổ sung cho con. Nín thở ngưng thần, khí chìm đan điền. Thiên đạo, bản đế đã nói, chuyện tương tự tuyệt đối không để xảy ra lần thứ hai. Chết. Cái gì? Ngươi lại có thể làm tổn thương bản tọa? Thiên đạo, bây giờ thực lực của ngươi cũng chỉ có thế. Nếu ngươi muốn xem thì bản tọa sẽ như ngươi mong muốn. Lâm Tu Trúc bây giờ đã đủ chưa? Thiên đạo, cuối cùng ngươi cũng chịu lộ ra chân thân. Giữa chúng ta đã đến lúc nên kết thúc rồi. Lâm Tu Trúc, ta bây giờ đã hút hết sinh cơ của cửu giới, ngươi lấy gì để kết thúc với ta? Chỉ dựa vào cái mạng rách nát này của ngươi sao? Vạn năm trước bản tọa có thể giết ngươi, vạn năm sau vẫn như vậy. Giết ta, bây giờ ta lúc ẩn náu vạn năm,
thành tựu đã là đại chúa tể vạn giới, nghiền nát ngươi cũng đơn giản như nghiền nát kiến vậy. Đã như vậy thì thử xem Chu Thiên Kiếm. Sử dụng sinh tử chi lực hủy hoại Chu Thiên Kiếm trước. Thiên đạo, ngươi lộ sơ hở rồi. Lâm Tu Trúc, năm xưa nếu không phải ngươi dựa vào thần binh vạn giới Chu Thiên Kiếm, chỉ dựa vào ngươi một con kiến yếu ớt cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận ư? Lần này không có Chu Thiên Kiếm, ta xem ngươi còn bản lĩnh gì. Thiên đạo, ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi. Lâm Tu Trúc, ngươi không phải tự xưng lạc thần hộ mệnh của nhân tộc sao? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chủ động xóa bỏ thần thức, hiến dâng thân thể ngươi cho ta, ta sẽ trả lại sinh cơ cho nhân tộc. Nếu không, giết ngươi, mọi thứ tự nhiên sẽ trở lại bình thường. Nhân tộc thấp hèn, cũng dám mơ tưởng đối kháng với trời. Ta vô địch trong vạn giới, không đánh với trời thì đánh với ai? Không tự lượng sức, ta bây giờ sẽ khiến ngươi hóa thành cho bụi, chôn vùi xuống dưới cùng nhân tộc ngươi bảo vệ làm bạn. Cái gì? Nếu ngươi coi thường người như vậy, hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi thấy những con kiến trong mắt ngươi khi ý chí tụ lại với nhau sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Ta lấy danh thiên đế nhân tộc ra lệnh vạn vật. Đây là cho dù ngươi tập trung ý chí của tất cả vạn vật lại, cũng không thay đổi được bản chất con kiến của ngươi. Dựa vào cái này mà muốn đánh bại ta, đúng là nói mơ giữa ban ngày. Ý chí tụ lại có thể phá hủy vạn vật thế gian, đồ ngu. Lại đặt hy vọng vào một đám kiến. Cái gì? Hôm nay chính là ngày tận số của ngươi. Sinh chi tức, tử chi lực, do ngươi mà đến, do ta mà đoạn. Chu Thiên, không được. Lâm Tu Trúc, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, ta chết rồi, thần ma sẽ mất đi sự hạn chế, vạn giới chắc chắn sẽ đại loạn. Vì an nguy của nhân giới, ngươi không thể giết ta. Nếu thần lại đến, bản tọa sẽ tru diệt cửu tộc thần. Nếu ma lại phạm, bản tọa sẽ tàn sát cả họ ma. Không được, ta là thiên đạo, là chúa tể vạn vật. Không, ngươi là nhà tù của vạn vật, ngươi đi chết đi. Kết thúc rồi, cuối cùng tất cả đã kết thúc. Sư phụ đâu? Rốt cuộc vẫn không tránh được kết cục này sao? Sư tôn, con tưởng khóc cái gì? Bây giờ đã xưng đế rồi, bộ dạng này bị người khác thấy thì cười chê mất giờ. Sư phụ, ngươi thật sự quá lợi hại. Ôn tỷ tỷ mau đến đây, con bé này nói bậy gì thế? Ta nói với ngươi này, qua lần này là hết cơ hội đó. Sư tôn, người định phi thăng lên thiên giới trên sao? Phi thăng? Không. Vậy người muốn thần ma luôn xâm phạm nhân giới của chúng ta, bản tọa không thể ngồi yên không quản. Nếu an nguy nhân giới đã định, đã đến lúc bản tọa tính sổ với bọn chúng rồi. Bản tọa đã đến ngoài thiên môn, muốn hỏi thần ma thượng giới, ai dám đến nhân gian này?